Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 191. Đến nhanh như vậy, nghe được thanh âm này, Long Vân trên mặt cực kỳ khó coi. Long Vân cùng La Dương nhìn nhau, ngay sau đó thở sâu, thần sắc khôi phục như thường, hắn biết rõ, trốn là trốn không được đi, chỉ có chính diện ứng đối. Hắn âm thầm thề, dù cho đánh bạc cái mạng già này, cũng phải bảo trụ Tiêu Phàm. Bang, đại điện chi môn mở ra, ba bóng người bỗng nhiên đi đến, cầm đầu là một cái tóc trắng lông mi trắng lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất có vài phần say say ý tứ. Ở sau lưng lão ta, đứng đấy hai cái nam tử trẻ tuổi. Trong đó một cái người mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị như kiếm, hai mắt lăng lệ như đao, chỉ bất quá ánh mắt tương đối chất phác, thậm chí lạnh lùng. Một cái khác áo bào trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt tuấn tú như tiên, siêu phàm thoát tục, xem xét cũng không phải là hạng đơn giản. Lý các chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Long Vân nhìn thấy tóc bạc mặt hồng hào lão giả, lập tức mặt nở nụ cười nghênh đón. Long các chủ, lão hủ nghe thấy có người ở thánh đế cảnh liền có thể cảm ngộ bản nguyên chi lực, hơn nữa tách rời, địa các có người này mới, vậy mà không thông báo thần các. Tóc đen đồng nhan lão giả lời nói ngữ cực kỳ bá đạo, trong lời nói cũng không có chào hỏi ý tứ, ngược lại trực tiếp hưng sư vấn tội. Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, cái này tóc bạc mặt hồng hào lão đầu, chính là thần các các chủ. Người này là thần các phó các chủ Lý Đạo Lâm, làm người bá đạo tàn nhẫn, nếu như hắn mời ngươi tiến vào thần các, ngươi tốt nhất cự tuyệt. Long Vân âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thần các phó các chủ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn nghe nói qua thần các, nhưng là không biết thần các cụ thể là làm cái gì, không nghĩ tới bây giờ thần các phó các chủ tự mình đến. Long các chủ phía sau tiếng người nói xấu, cũng không phải cái gì đạo đức tiến hành. Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời Long Vân mà nói, tóc bạc mặt hồng hào lão giả Lý Đạo Lâm đột nhiên cười híp mắt nói. CMN, Long Vân truyền âm hắn đều nghe được. Tiêu Phàm triệt để kinh hãi, cái này Lý Đạo Lâm, có vẻ như không phải bình thường khủng bố a. Cùng là các chủ, Lý Đạo Lâm thực lực, không biết so Long Vân phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Long Vân một chút cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại vỗ trán một cái nói, ta ngược lại thật ra quên Lý các chủ năng lực đặc thù, không biết Lý các chủ tới đây chuyện gì. Biết rõ còn cố hỏi, Lý Đạo Lâm còn không có mở miệng, hắn một bên nam tử áo bào xanh đột nhiên lạnh rên một tiếng, nói, nghĩ đến có thể tách rời bản nguyên chi lực người, hẳn là người này a. Nói đến đây, nam tử áo bào xanh con người u lãnh hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này nam tử áo bào xanh có vẻ như đối với mình động sát ý a, bản thân cùng hắn có thù. Nhưng hắn càng thêm ngoài ý muốn là, Long Vân thân làm nhất các chi chủ, vậy mà không có quát lớn nam tử áo bào xanh, thân phận của người này, có vẻ như cũng thật không đơn giản. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Lý Đạo Lâm dù sao cũng là thần các phó các chủ, có thể được hắn mang theo bên người người, lại làm sao có thể bình thường đây. Lý các chủ có phải hay không nghĩ sai rồi, nơi này có thể không thể tách rời bản nguyên chi lực người. Long Vân cười cười, nói, đây là giới này địa các thi đấu người thứ nhất, bởi vì sử dụng tách rời bản nguyên chi lực chiến thắng đối thủ, ta và La Dương đang giáo huấn hắn đây. Có đúng không, Lý Đạo Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Dương nói. La Dương bỗng nhiên một cái lảo đảo, hít sâu một cái nói, không sai, chính hắn ngay trước mặt rất nhiều người thừa nhận. Long các chủ đang nghĩ biện pháp bảo vệ cho hắn. Oanh, La Dương lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, bỗng nhiên oanh tạc ở Tiêu Phàm cùng Long Vân não hải. Hai người trong đầu bên trong còn hồi tưởng đến vừa mới La Dương lời thề son sắt lời nói, thật không nghĩ đến chớp mắt liền đem bọn hắn hai người cho ra bán. La Dương, ngươi, Long Vân khó thở, mặc dù hắn cùng với La Dương thường xuyên cãi nhau. Nhưng hắn vẫn luôn đem La Dương xem như bản thân bằng hữu a. Hơn nữa, hắn thân làm địa các các chủ, La Dương đảm nhiệm địa các phó các chủ đều là hắn Long Vân đề cử a. Cho dù vừa rồi, hắn chuẩn bị cùng thần các đối kháng, đều trước tiên mang lên La Dương cho hắn nghĩ kế. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, La Dương vậy mà lại phía sau cắm đao. Vô sỉ, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem La Dương, trong lòng sát ý lặng yên mà sinh. La Dương nói ra lời này,
tựa như cả người đều buông lỏng đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, Long các chủ, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, người này đã có loại này năng lực, vậy liền hẳn là tận lực mở rộng ra, không phải sao? Ta nghĩ, Tiêu Phàm cũng là vui lòng vì Thiên Hoang làm đóng góp, huống hồ, Lý các chủ tới đây, chỉ là muốn Tiêu Phàm đi nghiên cứu một phen, cũng sẽ không nhường hắn có nguy hiểm tính mạng. La Dương, người vô sỉ, Long Vân phẫn nộ quát, người biết rất rõ ràng, đi thần các lại là kết cục gì, hơn nữa, người cũng biết, Tiêu Phàm năng lực căn bản không thể mở rộng, người đây là đem Tiêu Phàm hướng trong hố lửa đẩy. Thần các là địa phương nào, trong lòng mỗi người định nghĩa cũng không giống nhau. Đối với Thiên Hoang thần các tu sĩ mà nói, thần các là người người hướng tới địa phương, một khi vào thần các, địa vị tất nhiên sẽ tăng vụt lên, vô luận địa các, thiên các vẫn là thánh các, đều muốn kính sợ ba phần. Nhưng là, tu sĩ tầm thường không biết là, tiến vào thần các, có thể sống sót không cao hơn ba thành, mặt khác bảy thành, đều là bị thần các nghiên cứu mà chết. Phàm là có chút điểm bối cảnh người, bất kể như thế nào đều là không nguyện ý tiến vào thần các. Giống Tiêu Phàm loại này thái cổ thần giới tu sĩ, vô văn không bình, cho dù nghĩ có cự tuyệt cũng không được. Đây cũng là Long Vân lo lắng nguyên nhân, nếu như Tiêu Phàm năng lực có thể mở rộng còn tốt, chí ít còn có cơ hội sống sót, mà Tiêu Phàm năng lực đặc thù không cách nào mở rộng, thần các lại không nguyện ý buông tha mà nói, 8-9 phần 10 là muốn chết người. Bởi vì thần các xưa nay sẽ không nhìn lầm một người, dù cho nhìn lầm, bọn họ cũng là đúng, cùng lắm thì đem người này giết chết, qua một đoạn thời gian cũng liền không giải quyết được gì đến. Bằng không mà nói, cái này khiến mặt khác Thiên Hoang thần các tu sĩ làm sao kính sợ thần các đây. Hắn loại này năng lực có thể hay không mở rộng, đem hắn mang đến thần các nghiên cứu một phen chẳng phải rõ ràng sao. La Dương khẽ cười một tiếng. Cùng lúc trước hiền lành dường như hoàn toàn biến thành người khác. Tiêu Phàm thần sắc như thường, có chút đồng tình nhìn Long Vân một cái, may mà người đem La Dương xem như bằng hữu đối đãi, liền vừa rồi chất vấn chính mình cũng không quên mang lên hắn. Nhưng hiện tại, lại bị bản thân bằng hữu cho phía sau cắm một đao, loại cảm giác này, đoán chừng thật không phải bình thường khó chịu. Biết người không rõ a, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm khái như thế. Mang đi a. Lý Đạo Lâm nhàn nhạt nhìn Long Vân một cái, trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý nhàn nhạt. Hắn mặc dù chỉ là thần các phó các chủ, nhưng vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều xa không phải Long Vân cái này địa các chủ có thể so sánh. Nói xong, Lý Đạo Lâm bên người hai cái thanh niên nam tử tiến lên, chuẩn bị mang đi Tiêu Phàm. Ai dám, mà lúc này, Long Vân đột nhiên bạo hống một tiếng, tiến lên một bước đem Tiêu Phàm ngăn tại trước người. Khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Vân một cái, hắn biết rõ, Long Vân không chỉ là xem ở cửu U Ma chủ phân thượng bảo hộ hắn, mà là coi hắn là thành bản thân chân chính hậu bối đối đãi. Lý Đạo Lâm tiến lên một bước, Long Vân khí thế trên người trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, vẻ mặt tự tin thản nhiên nói, Long Vân, ngươi hẳn phải biết, ngươi là ngăn không được. Phốc, Long Vân phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch hết sức, cả người lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Đạo Lâm, hắn không biết Long Vân là thực lực gì, nhưng ít ra chắc cũng là nguyên tôn, thậm chí pháp tôn. Nhưng Lý Đạo Lâm vậy mà dễ như trở bàn tay dùng khí thế chế trụ Long Vân, cái kia Lý Đạo Lâm thực lực, lại là biết bao khủng bố. Trung phẩm pháp tôn, hay là thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Hắn đối Lý Đạo Lâm thực lực hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng không trở ngại hắn đã đem Lý Đạo Lâm coi là địch nhân, dù cho hắn tại bực này cường giả trước mặt, hoàn toàn liền run rế cũng không bằng. Vẫn là thực lực quá yếu a. Tiêu Phàm vẫn muốn tiến vào Thiên Hoang liền có thể không ngừng mạnh lên, tương lai không chỉ có thể hủy diệt càng nhiều dị ma, bảo vệ mình thân bằng hảo hữu. Nhưng sự thật lại so hắn tưởng tượng tàn khốc, Thiên Hoang cũng không phải là cái gì công bình địa phương. Cái này công bằng tối đa chỉ là tương đối mà nói. Chí ít đối với hắn cái này thánh đế cảnh, cùng Lý Đạo Lâm bậc này cường giả tầm đó, là không có cái gì công bằng mà nói. Đối phương một câu, liền có thể tùy tiện cắt đứt tính mạng của hắn, những người khác cũng chắc chắn sẽ không nhiều lời một chữ. Đây là người yếu bi ai? Vô luận ở đâu, cường giả mới có chân chính quyền lên tiếng. Điểm này, Tiêu Phàm sớm đã nhìn thấu.
chỉ là hắn vẫn như cũ ôm một tia may mắn, cho tới bây giờ, hắn ẩn ẩn cảm giác muốn nguy hiểm bản thân tính mệnh. Tiền bối, Tiêu Phàm đỡ lấy Long Vân, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chuyện của vãn bối tình, liền để vãn bối tự mình giải quyết a. Ngươi, Long Vân muốn nói cái gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Ngươi chỉ là thánh đế cảnh tu vi mà thôi, lại có thể giải quyết gì đây? Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết vừa rồi nên lập tức đem Tiêu Phàm đưa vào ma quật, kể từ đó, thần các người lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám đi ma quật bắt người hay sao? Coi như bọn họ dám, vậy cũng phải để dị ma nguyện ý. Lý Đạo Lâm bình chân như vậy đứng ở cái kia, hắn không có bởi vì Tiêu Phàm lời nói mà giễu cợt hắn, có ai gặp qua voi sẽ giễu cợt một con kiến không biết lượng sức đây. Ngược lại là cái kia nam tử áo bào xanh trên mặt lộ ra khinh thường, tiến lên một bước liền chuẩn bị bắt người. Lý Đạo Lâm các chủ, tại hạ có một cái vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút. Tiêu Phàm không để ý đến nam tử áo bào xanh, mà là nhìn về phía Lý Đạo Lâm, nơi này có thể làm chủ được, cũng chỉ có Lý Đạo Lâm. Ngươi có tư cách gì cùng các chủ người lớn nói chuyện? Nam tử áo bào xanh quát lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm bị cỗ khí thế kia chấn động đến lui về phía sau mấy bước, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, dù cho hắn có được hạ phẩm thánh tôn lực lượng linh hồn, cũng căn bản ngăn không được nam tử áo bào xanh uy áp. Đây chính là thực lực chênh lệch, đường đường các chủ, chẳng lẽ còn sợ ta một tên tiểu bối sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà, Lý Đạo Lâm căn bản không nhúc nhích, bậc này nho nhỏ phép khích tướng, hắn làm sao thấy không thấu đây? Như cái kia nam tử áo bào xanh nói tới, hắn một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh, còn chưa có tư cách cùng Lý Đạo Lâm nói chuyện. Các ngươi nghĩ nghiên cứu năng lực của ta, vậy cũng phải ta phối hợp đúng không? Nếu như ngoại giới biết rõ, các ngươi bức tử một cái có thể tách rời phá diệt chi lực người, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm mí mắt sốt cục khiêu động một chút, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi ở bản các chủ trước mặt, có tự sát năng lực. Đây cũng không phải Lý Đạo Lâm khoác lác, hắn cùng với Tiêu Phàm phía trước chênh lệch quá lớn, một hơi đoán chừng cũng có thể diệt Tiêu Phàm ở trước mặt hắn căn bản không có tự sát cơ hội. Ngươi có thể thử xem, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn Tiêu Phàm nếu như muốn tự sát, vẫn có như vậy vài tia cơ hội. Thậm chí, hắn nếu muốn đào tẩu, những người này cũng chưa chắc có thể ngăn được. Nói, Lý Đạo Lâm hướng về phía nam tử áo bào xanh khoát khoát tay, lạnh lùng phun ra một chữ. Chẳng biết tại sao, hắn từ Tiêu Phàm con ngươi trông được đến một loại vô địch tự tin, dù cho đối mặt hắn bậc này cường giả, cũng không cố kỵ gì. Thái cổ thần giới người, ở trong mắt các ngươi chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Nếu như là dạng này, cái kia thái cổ thần giới tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Giờ phút này, hắn nội tâm cảm giác 10 điểm bi ai, thái cổ thần giới không ngừng cho thiên hoang chuyển vận nhân tài, có thể ở trong mắt thiên hoang, thái cổ thần giới chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Thậm chí hắn đã từng tưởng tượng lấy, bản thân cường đại lên, không chỉ có muốn phù hộ bản thân thân bằng hảo hữu, sẽ còn vì thiên hoang chinh chiến ma quật. Nhưng hiện tại, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lại chính là thiên hoang người. Hắn đã từng nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân có khả năng sẽ chết ở thiên hoang người trong tay, hơn nữa còn là như thế trắng trợn. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng được, hiện tại tử ngẫm nghĩ một chút, thái cổ thần giới xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Đạo Lâm lộ ra 10 điểm nghiêm túc bộ dáng. Tựa như nghe được lời nói của Tiêu Phàm về sau, hắn mới sáng tỏ thông suốt, ngay sau đó hướng về phía Tiêu Phàm cười nói, bản các chủ câu trả lời này, ngươi hài lòng chưa? Tiêu Phàm thân hình một cái lảo đảo, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là cảm thấy có chút bi ai. Lý Đạo Lâm tuyệt đối có thể đại biểu thiên hoang cao tầng, liền hắn đều cho là như thế, những người khác có phải hay không cũng là ý nghĩ này đây. Đã như vậy, vậy mình còn có cần gì phải vì thiên hoang suy nghĩ? Mình còn có cần gì phải đợi ở thiên hoang? Hài lòng, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, từ nay về sau, Tiêu Mỗ cũng sẽ không. Ai nói thái cổ thần giới là có cũng được không có cũng được. Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo ngang ngược thanh âm.
Ngay sau đó, một cỗ cường hoành mà khí thế bén nhọn cuốn tới, đại điện bên trong, khắp nơi đều là kiếm khí, hiển nhiên, đối phương là cố ý phóng xuất ra dạng này khí thế. Lý Đạo Lâm nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là hết sức ngưng trọng. Trong lúc hô hấp, một bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, đó là một cái hắc bào nhân, hắc sắc vành nón che khuất cả gương mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác người này rất tinh tường, nhất là trên người đối phương bùng nổ loại này vô địch kiếm khí. Kiếm Tà Vương, người tới làm cái gì? Lý Đạo Lâm lông mày nhíu lại, trong giọng nói đều là khó chịu. Kiếm Tà Vương, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, là vậy, cỗ này vô địch kiếm khí, mình quả thật đã từng nhìn thấy qua. Lúc trước Vô Tận Thần Phủ thành lập thời điểm, Kiếm Tà Vương chuyên môn tiến về Vô Tận Thần Sơn Trúc, chỉ là chưa từng thấy mặt mũi của hắn, Tiêu Phàm ấn tượng không phải rất sâu. Nhưng Kiếm Tà Vương phía sau thêu lên chuôi này kim sắc chi kiếm, lại là hắn tiêu chí, làm sao cũng không sửa đổi được. Chỉ là, Kiếm Tà Vương tới đây làm cái gì đây? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới Tà Vũ, Kiếm Tà Vương lúc này chạy đến, nhất định là Tà Vũ tìm đến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại có chút phức tạp, Tà Vũ đầu tiên là hố bản thân, hiện tại lại giúp mình, nhưng hắn đều có chút im lặng. Chỉ là, Kiếm Tà Vương có mạnh hơn, lại làm sao có thể có thần các phó các chủ mạnh đây? Kiếm Tà Vương cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, ta tới làm cái gì? Nếu như ta không tới nữa, ta thái cổ thần giới thiên kiêu, chẳng phải là muốn chết trong tay ngươi. Kiếm Tà Vương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Kiếm Tà Vương lời nói vừa ra, Lý Đạo Lâm lập tức nghiêm mặt, sắc mặt bất thiện nhìn xem Kiếm Tà Vương, rất có một bộ muốn ra tay đánh nhau tư thế. Đúng vậy a, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, vừa rồi ai còn nói thái cổ thần giới có cũng được mà không có cũng không sao. Kiếm Tà Vũ âm dương quái khí nói. Nhưng lời nói này nghe vào Tiêu Phàm trong tai, lại là thống khoái không thôi. Chỉ là Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ ra, Kiếm Tà Vương lại dám cùng Lý Đạo Lâm nói như vậy, hơn nữa Lý Đạo Lâm còn không dám trở mặt. Lý Đạo Lâm sắc mặt tái xanh, mới vừa rồi bị Tiêu Phàm cái này run rế chất vấn, hắn nội tâm khó chịu mới nói ra lời như vậy. Nhưng lời này nếu như bị thái cổ thần giới tu sĩ đã biết, vậy đối thiên hoang mà nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Qua nhiều năm như vậy, thái cổ thần giới một mực cho thiên hoang chuyển vận nhân tài, mặc dù không có thiên hoang tu sĩ xuất sắc như vậy, nhưng cũng có cá biệt người vô cùng cường đại, thân ở thiên hoang thần các yếu vị. Lý Đạo Lâm đây là bốc lên đắc tội đông đảo thái cổ thần giới tu sĩ nguy hiểm mà đả kích Tiêu Phàm, nếu như lời này bị truyền ra, hắn tuyệt đối cũng phải tiếp nhận rất lớn áp lực. Chí ít, thái cổ thần giới tu sĩ, đều sẽ coi hắn là làm địch nhân. Hừ, Lý Đạo Lâm lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng. Kiếm Tà Vương không tiếp tục để ý Lý Đạo Lâm, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, có hứng thú hay không gia nhập thủ hộ thần điện? Cái gì, lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm còn không có động tĩnh gì, La Dương lại là kinh hô mà ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn một cái thánh đế cảnh tu sĩ, có tư cách gì gia nhập thủ hộ thần điện? Tiêu Phàm, nhanh đáp ứng, Long Vân cũng lấy lại tinh thần đến, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Phàm. Lý Đạo Lâm sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi có chút run rẩy, trầm giọng nói, Kiếm Tà Vương, người đây là muốn hỏng thiên hoang quy củ. Quy củ, chỉ cần một lòng vì thái cổ thế giới, giữ vững đầu quy củ này là được rồi, hắn quy củ của hắn đều không có ý nghĩa gì. Kiếm Tà Vương khinh thường hồi đáp. Ngươi, Lý Đạo Lâm trong lúc nhất thời không biết nói gì. Quy củ, đối với thần các mà nói, đều không có quá nhiều giá trị. Lại càng không cần phải nói đối với thủ hộ thần điện. Thần các chỉ là thuộc về thiên hoang thần các một cái bộ môn mà thôi, mà thiên hoang thần các miễn cưỡng coi như một cái thế lực. Nhưng là, thủ hộ thần điện, thế nhưng là siêu nhiên bất kỳ thế lực nào bên ngoài, thần điện không quản được, thiên hoang thần các cũng không quản được. Thậm chí, mặt khác tam đại thế tộc, thập đại gia tộc cũng không quản được. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn hiển nhiên còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cái gì thủ hộ thần điện. Kiếm Tà Vương tiền bối, cái gì là thủ hộ thần điện? Tiêu Phàm thở sâu hỏi. Về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có nguyện ý hay không gia nhập là được. Kiếm Tà Vương trực tiếp nói, căn bản không có hướng Tiêu Phàm ý giải thích.
Kiếm Tà Vương, ngươi nếu để hắn một cái thánh đế cảnh tu sĩ gia nhập thủ hộ thần điện, lão hủ chắc chắn bẩm báo các chủ. Lý Đạo Lâm nhe răng trợn mắt nói. Cường đại như hắn, tâm tính một dạng cực kỳ kiên định, nhưng giờ phút này cũng có chút dao động. Nhưng mà, Kiếm Tà Vương căn bản không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, nói cho ta biết đáp án của ngươi là được, không cần cố kỵ cái gì. Tiêu Phàm thở sâu, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, hồi lâu mới nói, nếu như ta không gia nhập thủ hộ thần điện, liền nhất định sẽ chết ở thần các sao. Kiếm Tà Vương hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ cho ra dạng này một cái nghi vấn. Ngay sau đó, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới trước đó Tiêu Phàm hỏi thăm Lý Đạo Lâm vấn đề, Lý Đạo Lâm trả lời, đối với Tiêu Phàm mà nói, thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Tất nhiên thái cổ thần giới đều có cũng được mà không có cũng không sao, vậy hắn gia nhập thủ hộ thần điện, lại có thể thủ hộ gì đây? Vẻn vẹn chỉ là vì tránh thoát một kiếp, liền gia nhập thủ hộ thần điện, đó cũng không phải Tiêu Phàm dự tính ban đầu. Như Kiếm Tà Vương suy nghĩ, thời khắc này Tiêu Phàm, trong lòng là cực kỳ mờ mịt, hắn lý tưởng cùng mục tiêu, bởi vì Lý Đạo Lâm mà nói, đã tan vỡ. Ngươi yên tâm, cho dù không gia nhập thủ hộ thần điện, ta cam đoan thần các cũng không thể động tới ngươi mảy may. Kiếm Tà Vương suy nghĩ chốc lát, cho Tiêu Phàm một cái trả lời khẳng định. Lý Đạo Lâm há miệng muốn nói, có thể nghe được Kiếm Tà Vương lời kế tiếp, hắn mạnh mẽ đem lời đến khóe miệng cho nén trở về. Chủ thượng nói, chờ ngươi đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, cùng Tà Vũ đi gặp hắn một chút. Kiếm Tà Vương lại bổ sung một câu. Kiếm Tà Vương chủ thượng, ở đây người nào không biết đây, đây chính là Tà Thần A, nhân vật trong truyền thuyết, vạn năm trước đó đem thiên hoang huyên náo long trời lở đất người. Lý Đạo Lâm bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao Tà Thần vậy mà lại mời một cái thánh đế cảnh tu sĩ. Bất quá hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Tiêu Phàm có vẻ như cũng không đơn giản, cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Kiếm Tà Vương câu nói này rất bình thản, lại cho Tiêu Phàm một tầng cường đại bảo hộ, chí ít, Lý Đạo Lâm bọn họ chưa hẳn dám động Tiêu Phàm. Cho dù thật muốn mời Tiêu Phàm tiến vào thần các, cũng khẳng định không dám giết chết Tiêu Phàm, bởi vì hắn thế nhưng là Tà Thần bảo bọc người. Ta biết, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn nhớ kỹ, Tà Thần thế nhưng là giống như hắn, đều là từ chiến hồn đại lục đi ra. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, Tiêu Phàm rất sớm trước đó liền muốn đi gặp một lần, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý gia nhập thủ hộ thần điện. Kiếm Tà Vương ngữ khí lại trở nên có chút tiếc hận. Không phải vãn bối không nguyện ý, chỉ là vãn bối liền thủ hộ thần điện là cái gì đều không biết. Hơn nữa, lấy vãn bối thực lực hẳn là cũng vào không được, vãn bối không nghĩ để người mượn cớ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhìn Lý Đạo Lâm một cái, xem như ánh mắt khiêu khích, tựa như ở nói cho Lý Đạo Lâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau cam đoan giết chết ngươi. Ha ha, không sai, khó trách chủ thượng đều rất thưởng thức ngươi. Kiếm Tà Vương đột nhiên sang sảng cười to. Hiển nhiên, Kiếm Tà Vương để Tiêu Phàm gia nhập thủ hộ thần điện cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Tiêu Phàm cho hắn một cái hạ bậc thang, hắn nội tâm tự nhiên thoải mái không thôi. Ngay sau đó, Kiếm Tà Vương lại ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài, nói, đây là thủ hộ thần điện khảo hạch lệnh bài, làm ngươi đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, tùy thời có thể tham dự thủ hộ thần điện khảo hạch, trở thành thủ hộ thần điện một phần tử. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài, nhìn xem chính diện điêu khắc thủ hộ hai chữ, hắn ánh mắt có chút mờ mịt. Bất quá hắn cũng biết, đây coi như là hắn một đạo hộ thân phù, có cái này lệnh bài, sợ là thần các cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Nếu như tương lai thật có một ngày như vậy, nơi này còn có ta đáng giá bảo vệ đồ vật, ta sẽ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói. La Dương cùng cái kia nam tử áo bào xanh đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhịn không được khóe miệng một trận co rúm. Người nha, người so với người làm sao không giống đây, người khác muốn lấy tới thủ hộ thần điện khảo hạch lệnh bài, cơ hồ là không thể nào. Nhưng Tiêu Phàm chiếm được thủ hộ thần điện khảo hạch lệnh bài, lại lộ ra vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, cái này khiến bọn họ làm sao thống khoái. Đã như vậy, cái kia ta chờ ngươi. Kiếm Tà Vương thoải mái cười một tiếng, sau đó nhìn xem Lý Đạo Lâm nói, nơi này là địa các, không phải ngươi thần các, còn đổ thừa ra mặt đợi ở chỗ này làm cái gì. Hừ,
Lý Đạo Lâm lạnh rên một tiếng, hất lên áo bảo rời đi. Nhìn thấy Lý Đạo Lâm bọn họ rời đi, Kiếm Tà Vương lại nói, Long Vân, người địa các cũng nên hảo hảo chỉnh đốn. Dứt lời, Kiếm Tà Vương tại chỗ biến mất, mà đại điện bên trong La Dương, lại là mặt xám như cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các chủ, ta sai rồi. La Dương vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn xem Long Vân, thật sâu khom người xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nguyên bản hắn cho rằng phản bội Long Vân, hãm hại Tiêu Phàm, có thể nịnh nọt Lý Đạo Lâm, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Phàm phía sau vẫn còn có thủ hộ thần điện ủng hộ. Hắn một cái nho nhỏ địa các phó các chủ, nếu như Long Vân muốn lộng chết hắn, hắn thật vẫn chưa chắc có thể tránh thoát một kiếp. Người sa thải phó các chủ vị trí A, Long Vân thật sâu thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. La Dương tốt xấu cùng hắn cũng là vô số năm giao tình, hắn cũng không muốn thật cùng La Dương không chết không thôi. Nhưng mà, để Long Vân không nghĩ tới chính là, La Dương trực tiếp ưỡn thẳng sống lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Vân, người thật muốn quyết tuyệt như vậy. Địa các là địa các, vĩnh viễn không phải là thần các chó săn, thần các có thể tới địa các bắt người. Nhưng địa các vĩnh viễn sẽ không bán đứng người một nhà. Long Vân chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ý vị thâm trường nói, còn có, La Dương, người cũng đừng quên, người đã từng cũng là thái cổ thần giới người. Nói xong, Long Vân liền mang theo Tiêu Phàm rời đi đại điện, chỉ để lại La Dương một người. La Dương hai mắt đỏ bừng, chẳng những không có bất luận cái gì hối hận, ngược lại lạnh giọng nói, ta La Dương dù sao cũng là lục tinh pháp bảo luyện khí sư. Rời đi địa các chẳng lẽ còn không có đất đặt chân sao? Nói xong, hắn nội tâm lại bổ sung một câu, huống hồ, ngươi nói không sai, ta chính là thái cổ thần giới người, bối cảnh của ta so ngươi muốn càng thêm sạch sẽ, ngươi Long gia người đều có thể đảm nhiệm các chủ, ta vì sao không thể? Nghĩ vậy, La Dương trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngay sau đó biến mất trong đại điện. Long Vân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, La Dương đã ghi nhớ hắn. Mà lúc này, Long Vân mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở một tòa khác cung điện bên trong, hắn thật sâu thở dài, nói, Tiêu Phàm, người không nên cự tuyệt Kiếm Tà Vương. Ta biết, Kiếm Tà Vương tiền bối có lẽ thật sự có thể đem ta làm vào thủ hộ thần điện, nhưng ta cũng không thể ép buộc, huống hồ, hắn cho ta một mai lệnh bài, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Tiêu Phàm lắc đầu. Long Vân gật đầu một cái, nói, người có thể nghĩ tới chỗ này, lão hủ rất vui mừng. Chí ít ngươi không phải một cái vì tư lợi người. Tiền bối cất nhắc ta. Tiêu Phàm lắc đầu, người ai lại không có tư tâm đây. Hắn Tiêu Phàm cũng có, hắn nghĩ thủ hộ người bên cạnh mình, thậm chí đối thái cổ thần giới tu sĩ, hắn đều có một loại cảm giác thân thiết, mà đối thiên hoang tu sĩ có một loại bản năng cảnh giác, đây cũng là một loại tư tâm. Ta biết, Lý Đạo Lâm lời nói cho ngươi đả kích rất lớn, nhưng ta hy vọng, ngươi vẫn như cũ có thể nhớ kỹ. Mình là thái cổ thế giới một thành viên. Long Vân ý vị thâm trường nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm năng lượng, có lẽ bây giờ còn không thấy được, nhưng hắn tương lai tất nhiên sẽ cực kỳ bất phàm. Nhưng nếu như Tiêu Phàm đối thiên hoang đã mất đi hy vọng, đây tuyệt đối là thiên hoang tổn thất vô cùng lớn, nếu như về sau Tiêu Phàm đứng ở thiên hoang đối lập mặt, thậm chí có thể là thiên hoang to lớn tai nạn. Long Vân không có nói thẳng ra cửa, chỉ là hy vọng mình có thể vãn hồi Tiêu Phàm đối thiên hoang ấn tượng. Tiêu Phàm không có trả lời thuyết phục Long Vân, mà là khẽ mỉm cười nói, chờ tiến vào tinh nguyên động thiên về sau, ta liền sẽ tiến vào ma quật lịch luyện. Long Vân làm sao không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây, thiên hoang ta Tiêu Phàm không thể trêu vào, chẳng lẽ còn tránh không nổi sao? Bất quá, muốn đi vào nhị tinh ma quật, thậm chí tam tinh ma quật, trước hết tiến vào thiên các đúng không? Tiêu Phàm lại hỏi một câu. Ngươi không phải có được thủ hộ thần điện khảo hạch lệnh bài sao, nắm lệnh này bài, bất luận cái gì ma quật đều có thể tiến vào. Long Vân ngược lại là nghiêm túc hồi đáp. À, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, cười nói, thứ này đoán chừng dùng đến không tiện, quay đầu ta vẫn là tiến vào thiên các A, về sau vẫn là tận lực chờ lâu ma quật, miễn cho bị người khác nhớ thương. Long Vân thật dài thở dài, hắn biết rõ, muốn vãn hồi Tiêu Phàm đối thiên hoàng ấn tượng. Trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Hắn không trách Tiêu Phàm, chỉ đổ thừa Lý Đạo Lâm quá phách lối bá đạo, đáng tiếc, lấy hắn thân phận và địa vị, hoàn toàn không làm gì được Lý Đạo Lâm. Đúng rồi,
Long tiền bối, không biết cái kia tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ hiện tại có cái gì động tĩnh lớn? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi. Cách hắn rời đi lưu ly tịnh thổ đã có nửa năm thời gian, nghĩ đến chuyện nơi đó cũng đã bình định. Có người hủy diệt 4 tòa tam tinh ma thành, dẫn đến dị ma phát cuồng, điên cuồng công kích lưu ly thành. Nói lên lưu ly tịnh thổ, Long Vân lại là một trận lo lắng, cũng may qua nửa năm dày vò, dị ma toàn bộ bị đuổi ra khỏi lưu ly tịnh thổ cũng triệt để về ta thiên hoang thần cách khống chế. Nói đến đây, Long Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Đã rất nhiều năm, thiên hoang thần các không có từ gia tộc khác trong tay đoạt lại một cái ma quật trưởng khống quyền, ngược lại là càng ngày càng nhiều ma quật quyền khống chế rơi vào những cái kia gia tộc trong tay. Nhưng mà một khắc sau, Long Vân đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi cái tên này, lưu ly tịnh thổ 4 tòa ma thành hủy diệt, sẽ không cùng ngươi có quan hệ a? Cũng khó trách Long Vân hoài nghi, Tiêu Phàm hủy diệt thần ma táng thổ 4 tòa thành trì. Sớm đã không phải là cái gì bí mật. Hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi lưu ly tịnh thổ, đây nếu là cùng Tiêu Phàm không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trầm mặc không nói. Cùng ngươi cái kia bản nguyên chi lực có quan hệ, Long Vân nhìn xung quanh bốn phía, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm không nghĩ tới Long Vân phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn rất nhanh nghĩ tới hắn lợi dụng bản nguyên chi lực sự tình. Ta cũng không hỏi ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng nếu là ngươi chính mình thủ đoạn, vậy cũng không nên nói cho người khác. Mặt khác, về sau loại này thủ đoạn, tận lực ít dùng, chỉ ít trước mặt người khác ít dùng. Long Vân trịnh trọng nhắc nhở nói. Tiền bối yên tâm, Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Vân, đến thiên hoang thời gian dài như vậy, chỉ có ở Long Vân trên người, hắn bắt được một tia sưởi ấm. Đây là một cái đáng giá hắn kính sợ lão giả, nhưng nghĩ nghĩ. Tiêu Phàm vẫn là không có đem dung hợp ma tinh cùng nguyên tinh phương pháp nói cho Long Vân, cái này là bí mật của riêng hắn. Long Vân gật gật đầu, lại nói, người đi về nghỉ trước 3 ngày, 3 ngày sau, tinh nguyên động thiên mở ra, người nếu có thể ở tinh nguyên động thiên bên trong đột phá thánh tôn cảnh tốt nhất, đến lúc đó vừa vặn tham gia một cái đổ ma nhiệm vụ. Đại biểu thiên hoang thần các sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đã sớm từ Tà Vũ trong miệng đã biết cái này đổ ma nhiệm vụ. Chỉ là hắn hiện tại có chút phản cảm thiên hoang. Long Vân đắng chát cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi có thể nắm lấy thủ hộ thần điện tư cách lệnh tiến vào, liền sẽ không đại biểu bất kỳ thế lực nào. Thủ hộ thần điện một khối khảo hạch lệnh bài mà thôi, lại lốt như vậy dùng. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Đó là ngươi không hiểu rõ thủ hộ thần điện. Long Vân lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều, khoát tay một cái nói, mấy ngày nay, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại trịnh trọng nhìn xem Long Vân nói, Long tiền bối, nếu có người ở nuôi nhốt dị ma, thiên hoang sẽ xử trí như thế nào? Ai, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Long Vân trợn to hai mắt, không chút nghĩ ngợi quát lớn đi ra. Nuôi nhốt dị ma, cái này không phải việc nhỏ, một khi bại lộ, ắt sẽ bị thiên hoang thần các chế tài. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn hay là chuẩn bị đem băng xuyên nguyên địa sự tình nói cho Long Vân. Hắn tiến vào tinh nguyên động thiên về sau, 8-9 phần 10 là sẽ tiến vào ma quật lịch luyện, đến lúc đó, tử thiên y cùng hiên viên trảm tiên còn đợi ở thiên hoang. Băng ra vì không gánh chịu phong hiểm, 8-9 phần 10 sẽ đối tử thiên y cùng hiên viên trảm tiên động thủ. Vì bảo vệ bọn hắn hai người, Tiêu Phàm đành phải đem việc này nói cho Long Vân. Sự tình chính là như vậy, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ. Tiêu Phàm đem hiên viên trảm tiên cùng lời của hắn nói giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. Long Vân rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói, nếu như việc này là thật, đoán chừng đối phương từ lâu hủy diệt chứng cứ, không có chứng cứ, cũng liền không làm gì được băng ra, bất quá các ngươi xác thực phải cẩn thận, nhất là tiến vào ma quật về sau. Yên tâm đi. Chỉ cần đi vào ma quật, lo lắng chính là bọn họ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Long Vân bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phàm một cái, là vậy, hắn nhưng là có thể lãnh ngộ cùng tách rời bản nguyên chi lực, đừng nói hạ phẩm thánh tôn, chính là thượng phẩm thánh tôn muốn giết hắn, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mặt khác còn có một việc, hy vọng tiền bối có thể chú ý một lần. Tiêu Phàm lại nói,
có một cái gọi là làm thi trung đế người, người này hẳn không phải là thiên hoang người, mà là mặt khác cửu thiên thập địa người. Ngươi là làm sao mà biết được? Long Vân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mới đến thiên hoang bao lâu, vậy mà đã biết nhiều như vậy bí mật, đây thật là một cái thánh đế cảnh tu sĩ có thể làm được sao? Đoán, vãn bối cáo lui, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bại lộ Lạc Vô Thương, bất quá nhìn Long Vân dáng vẻ, có vẻ như cũng không quá quan tâm việc này, tựa như đã sớm thành bình thường một dạng. Dứt khoát hắn trực tiếp cáo từ, dù sao nên lời nhắn nhủ hắn đã bàn giao cho Long Vân. Rời đi cung điện, Tiêu Phàm trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, vừa mới tiến gian phòng, Tà Vũ liền đi tới, Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm phức tạp nhìn Tà Vũ một cái, lắc đầu nói, không ngại. Không có việc gì liền tốt, Tà Vũ cười cười, nói, đúng rồi, Tử Thiên Y đã tỉnh. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tử Thiên Y ngồi xếp bằng trên giường, thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn, để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn là, Tử Thiên Y tu vi, vậy mà đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, chờ đợi chốc lát, Tử Thiên Y lúc này mới mở hai mắt ra, cảm kích nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, đa tạ. Là chính các ngươi tốt số. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, về sau tiếp thu nhiệm vụ lúc, muốn, nhất lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, còn có, qua một thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ tiến vào thiên các ngươi càng phải cẩn thận, chúng ta biết rõ. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người trịnh trọng gật đầu. Còn có ba ngày ta và Tà Vũ liền sẽ tiến vào tinh nguyên động thiên, trước đó, ta trước chữa cho tốt hai chân của ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Tử Thiên Y trên người. Tốt, Tử Thiên Y lơ đễnh gật gật đầu, chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng trợn to hai mắt, tựa như nghe lầm đồng dạng, nói Tiêu huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Bởi vì quá mức kích động, hắn nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Ban đầu hắn đi theo Tiêu Phàm đến thiên hoang, không phải là vì để Tiêu Phàm giúp mình đem chân chữa cho tốt sao. Nhưng lâu như vậy đến nay, Tiêu Phàm chưa từng có đề cập qua việc này, Tử Thiên Y bản thân cũng không tiện nói thêm cái gì, để tránh để Tiêu Phàm cảm thấy mình quá công lợi. Mà bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà nói muốn trị tốt chân của hắn, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Trước đó không có năng lực, không có biện pháp giúp ngươi, hiện tại hẳn là có thể chữa cho tốt hai chân của ngươi. Tiêu Phàm lại nói, cũng coi là thay mình giải thích một câu. Trước đó hắn không ra tay cứu trị Tử Thiên Y, cũng không phải là không muốn, mà là làm không được, hiện tại có thể làm được, hắn tự nhiên là không thể chối từ. Thật, Tử Thiên Y vẫn như cũ thật là có chút không tin. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, coi như là cho Tử Thiên Y một cái trả lời khẳng định, sau đó vừa nhìn về phía Tà Vũ cùng Hiên Viên Trảm Tiên nói, các ngươi thay ta hộ pháp. Tà Vũ cùng Hiên Viên Trảm Tiên nhìn nhau, không chút do dự rời khỏi phòng, không cần Tiêu Phàm nói, bọn họ cũng biết, mỗi người đều có bản thân bí mật. Tiếp đó, toàn bộ quá trình ta cần yên tĩnh, Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Ta biết, Tử Thiên Y vui vẻ ra mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn trong nháy mắt phong bế lục thức, sau đó hôn mê trên giường. Tiêu Phàm đi đến Tử Thiên Y bên người, đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau một khắc, mắt trái bỗng nhiên mở ra, chỉ bất quá con ngươi lại trở thành tử sắc. Đây là Tiêu Phàm sinh tử mắt phát sinh dị biến về sau, mắt trái sinh đồng từ lam sắc biến thành tử sắc, hắn tác dụng có lẽ là giống nhau, nhưng hiệu quả tất nhiên hoàn toàn khác biệt. Liền tựa như mắt phải của hắn chết mắt, vừa bắt đầu chỉ là có thể sụp đổ người khí số, bị người hơi xúi quẩy một chút mà thôi. Mà bây giờ, hắn mắt trái xúi quẩy thuộc tính, chỉ là so Khương Ách cái này thiên ách chi nhân phải kém một điểm. Đồng dạng, mắt trái may mắn thuộc tính, tự nhiên có thể áp chế Tử Thiên Y cái này thiên khí chi nhân lực lượng, để chân trái của hắn khôi phục bình thường. Phải biết, đã từng sinh đồng thế nhưng là liên phá nát mệnh cách đều có thể khôi phục a, huống chi hiện tại thế nào. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn có nắm chắc khôi phục Tử Thiên Y hai chân mà thôi. Về phần hoàn toàn tước đoạt hắn suối quẩy thuộc tính, chỉ sợ cũng không thể làm được, nhiều nhất trong thời gian ngắn để Tử Thiên Y sẽ không quá suối quẩy. Theo Tiêu Phàm mở ra mắt trái, một đạo tử sắc quang hoa bỗng nhiên xuất vào Tử Thiên Y hai chân bên trong, sau một khắc, từng tia hắc sắc năng lượng quỷ dị thẩm thấu mà ra, bị tử sắc quang hoa vừa chiếu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà,
Tiêu Phàm mắt trái khôi phục bình thường, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Thi triển mắt trái con ngươi thuật, đối với hắn tiêu hao hiển nhiên cũng rất lớn, nhưng hắn còn có thể miễn gắng gượng chống cự. Chỉ thấy hắn ngồi ở bên giường, lại lấy ra mấy cây kim châm, cắm ở Tử Thiên Y là trên đùi, chỉ một thoáng, Tử Thiên Y hai chân lập tức tản ra bàng bạc sinh cơ. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm thở phào đứng dậy, tâm thần đã mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhanh như vậy, nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, Hiên Viên Trảm Tiên hơi kinh ngạc, chỉ là gặp đến Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt bộ dáng lúc, hắn cũng là kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói Trảm Tiên huynh, ngươi chiếu cố tốt Tử Thiên Y, khoảng thời gian này, tận lực không muốn rời đi địa các. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên ẩn ẩn đoán được cái gì, tự nhiên không có phản đối, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có thiên hoang, mới là an toàn nhất. Tiêu Phàm đi đến sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thể nội vận chuyển vô tận chiến điển, khôi phục nhanh chóng nguyên lực. Nhìn thấy một mực trầm mặc Tà Vũ, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được nói, Tà Vũ, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Tà Vũ nhún nhún vai, không biết làm sao mở miệng. Một bên Hiên Viên Trảm Tiên thấy thế, xem như cái gì đều không biết, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Tiêu Phàm lại nói, chỉ là sắc mặt 10 điểm cứng ngắc, đối Tà Vũ phía trước cử động, hắn nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Tà Vũ biết rõ, bản thân hôm nay nếu như không cho Tiêu Phàm một cái trả lời thuyết phục, về sau hai người sợ là không thể làm bằng hữu. Kỳ thật, ta là cho rằng như vậy, ngươi nhất định có thể đủ đoạt được danh hiệu đệ nhất, mà ta chỉ có một nửa hy vọng, cho nên còn không bằng dứt khoát nhận thua. Tà Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có đúng không? Tiêu Phàm khóe miệng co quắp, hắn có thể không tin Tà Vũ lời nói. Liền tựa như Tà Vũ không tin hắn sư tôn Tà Thần lời nói một dạng, có dạng này sư phụ, khẳng định có dạng này đồ đệ, trong miệng căn bản không có một câu nói thật. Thật, nhưng mà, Tà Vũ lại là biểu tình vẻ trịnh trọng, đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, trên phương diện khác, ta nếu thắng, bọn họ sẽ cảm thấy rất tự nhiên, nếu là thua, vậy liền sẽ đánh sư tôn mặt. Cho nên ngươi lựa chọn đem ta đẩy vào hố lửa. Tiêu Phàm nhíu mày. Mặc dù hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng là chiếm lấy địa các thi đấu người thứ nhất, có thể đó là hắn tự nguyện, mà không phải bị Tà Vũ bức bách. Thiên hoang người mỗi người đều cao cao tại thượng, xem thường thái cổ thần giới tu sĩ, hắn Tiêu Phàm thật vất vả xông vào năm người đứng đầu, nếu như cứ như vậy từ bỏ, để thiên hoang tu sĩ thấy thế nào hắn, thái cổ thần giới tu sĩ lại như thế nào nhìn hắn. Có lẽ Tiêu Phàm có thể không quan tâm những ánh mắt này, nhưng hắn vẫn là người trẻ tuổi, hắn góc cạnh chưa từng san bằng, nhiệt huyết chưa từng dập tắt, nhìn thấy thiên hoang người một lần lại một lần trà đạp thái cổ thần giới người, hắn lại như thế nào cam tâm đây? Ai, kỳ thật ta là sợ thua ngươi. Tà Vũ lộ ra một bộ lộ ra chân tình bộ dáng. Tin ngươi mới là lạ, Tiêu Phàm oán thầm. Tà Vũ dạng người này, há lại sẽ sợ cùng giai tu sĩ đây? Ngươi đừng không tin a, Tà Vũ lại yếu ớt nói, đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta muốn để ngươi hiển lộ chân chính thực lực, sau đó để sư tôn giúp ngươi một cái, về sau cũng không tất yếu ở thiên hoang giấu đầu lộ đuôi. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi còn có thể ẩn nhẫn được, hơn nữa còn có được bản nguyên chi lực bậc này đại chiêu, dễ dàng như vậy liền đánh bại Long Vô Mệnh. Ngươi là nói ta tu la tộc thân phận, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn biết rõ. Tà Vũ là mơ hồ biết rõ thân phận của hắn, không chỉ là tu la tộc thân phận này, mà là tu la tộc trưởng thân phận này. Đúng, Tà Vũ khẳng định gật đầu, thu hồi cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nói ta nghe sư tôn nói, thần gia cùng tu la tộc có quan hệ lớn lao, người thân phận nếu như bại lộ, nhất định sẽ gây nên thần gia chú ý. Kể từ đó, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn, liền tựa như ta, sư tôn lúc trước sớm đem ta ném vào thiên hoang. Nói cho tất cả mọi người ta là hắn đổ đệ một dạng. Tiêu Phàm mặt sạm lại, có chút sở khóc sở cười. Hắn ngược lại là đối Tà Vũ lời giải thích bán tín bán nghi, Tà Vũ có lẽ là nghĩ buộc hắn trực tiếp bại lộ thân phận, sau đó nhường hắn sư tôn hỗ trợ bảo vệ bản thân. Trước đó Tiêu Phàm không tin Tà Thần có thực lực như vậy cùng tam đại thế tộc là địch, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm rất rõ ràng Tà Thần có thể làm đến. Hắn là tu la tộc thân phận nếu như bại lộ. Có Tà Thần hỗ trợ,
về sau có lẽ thật vẫn giải quyết hắn to lớn nan đề. Dù sao, cho đến bây giờ, hắn đều rất ít thống khoái một trận chiến, bởi vì hắn căn bản không dám vận dụng thân làm tu la tộc lực lượng, cho nên khắp nơi bị người áp một đầu. Nghĩ đến kiếm thúc thúc nên cho ngươi một vật, về sau không cần có bất kỳ cố kỵ gì rồi a. Tà Vũ lại tà tà cười nói. Tiêu Phàm lật ra bàn tay, cái kia thủ hộ thần điện khảo hạch lệnh bài lập tức xuất hiện ở trong tay. Có cái này thủ hộ tư cách lệnh, chỉ ít thế lực này, bên ngoài là không dám đối với chúng ta động thủ. Tà Vũ lật ra bàn tay, lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện một mai giống nhau như đúc lệnh bài. Chỉ thấy hắn tà tà cười một tiếng, nói, một năm qua này, ngươi liền xem như vận động nóng người, hôm nay bắt đầu, chúng ta liền đem thiên hoang nháo long trời lỡ đất. Ngươi liền khẳng định như vậy, tà thần tiền bối sẽ cho một khối thủ hộ tư cách lệnh cho ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ. Nếu như mình nếu như không được đến cái này thủ hộ tư cách lệnh, đó là 89 phần 10 sẽ bị thần các bắt đi làm thí nghiệm chuột bạch a. Lén lén nói cho ngươi, có một lần kiếm thúc thúc uống nhiều rượu quá, hắn nói qua việc này. Tà Vũ nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó thấp giọng nói. Ách, Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, bất quá việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì đây? Hiện tại ngươi cũng hẳn biết a. Thiên hoang đám người này, không mấy cái hàng tốt, về sau không đem thiên hoang huyên náo long trời lở đất, ta liền không họ Tà. Tà Vũ lại vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm trực tiếp xem như không nghe thấy, bất quá, hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Trước đó tiêu diệt thần ma táng thổ cùng lưu ly tịnh thổ bốn tòa ma thành, hắn vẫn rất lo cho thiên hoang mang đến phiền toái gì, có thể bây giờ nghĩ lại, vẫn tương đối thống khoái. Chờ tinh nguyên động thiên về sau a. Tiêu Phàm thở sâu, tự lẩm bẩm. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm danh tiếng sớm đã danh dương thiên hoang thần các, không chỉ địa các người biết rõ hắn Tiêu Phàm danh tiếng, thậm chí thiên các cùng thần các cũng không ít người đang đàm luận tên của hắn. Một ngày này, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ rất sớm liền đi tới địa các chỗ sâu một chỗ quảng trường, Long Vô Mệnh, Đế Tử Phi đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày, hiển nhiên, tất cả mọi người 10 điểm khẩn cấp tiến vào tinh nguyên động thiên. Tiêu Phàm nhìn không chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được mấy cô ánh mắt cừu hận, nếu như nơi này không phải địa các, có lẽ bọn họ đã sớm động thủ. Tiêu Phàm, chờ tinh nguyên động thiên kết thúc, thì có một lần đồ ma nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta làm rất tốt hắn một trận. Tà Vũ tà tà cười một tiếng, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi xác định lần này không sợ, Tiêu Phàm bĩu môi, vẻ mặt không tin nhìn xem Tà Vũ. Ngươi không tin. Tà Vũ vẻ mặt phiền muộn, sau đó đột nhiên tiến lên mấy bước, bỗng nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, bay thẳng trong đó mấy người đi. Đế Thái Ất, ngươi một cái rác rưởi, Đế Tử Phi, ngươi cũng là rác rưởi, còn có Long Vô Mệnh, đồng dạng là rác rưởi. Tà Vũ không giải thích được bộc phát, để Tiêu Phàm trực tiếp ngây tại chỗ. Gia hỏa này không bệnh a? Tà Vũ, ngươi tự tìm cái chết, thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi hay sao? Đế Thái Ất cùng Đế Tử Phi đám người giận dữ mắng mỏ không thôi, bọn họ mặc dù thua ở Tà Vũ trong tay, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Các ngươi đám này rác rưởi, muốn chiến đúng không, qua chút thời gian chính là đồ ma nhiệm vụ, đến lúc đó chơi đùa. Tà Vũ tiếp tục khiêu khích nói, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Tiêu Phàm cái chán mặt sạm lại, ngươi nha, cái này Tà Vũ có đôi khi chính là một hố hàng. Ngươi nghĩ làm bọn họ. Cần gì hiện tại cố ý khích giận bọn họ, đến lúc đó âm tử bọn họ, không phải càng tốt sao? Tùy thời phụng bồi, Đế Thái Ất đám người hừ lạnh không thôi, nếu như không phải thiên hoang thần các, đoán chừng đã sớm động thủ. Các chủ cho mời, cũng đúng lúc này, lại nói thanh âm u lãnh quanh quẩn tại hư không, trong nháy mắt đem mọi người sao động áp chế xuống. Rác rưởi, Tà Vũ lại lạnh lùng giễu cợt một câu, giống như cao ngạo gà trống một dạng ngẩng đầu đi về phía trước. Hoàn toàn không quan tâm Đế Thái Ất phẫn nộ của bọn hắn. Tiêu Phàm trong lòng im lặng, bất quá hắn cũng căn bản không sợ hãi. Những người này, đại biểu đều là thiên hoang, mà sau lưng của hắn chính là thái cổ thần giới, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ có thể là đối thủ, sẽ không trở thành bằng hữu. Chí ít, ở thiên hoang hoàn toàn tiêu trừ thiên hoang cùng thái cổ thần giới thành kiến trước đó, điểm này là không thể cải biến được. Mà hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đều không thể thay đổi thành kiến,
lại tại sao có thể là một sớm một chiều có thể biến hóa đây? Hừ, Đế Thái Ất lạnh rên một tiếng, cũng đi theo. Mặt khác Thiên Hoàng tu sĩ, cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tà Vũ mắng Đế Tử Phi cùng Long Vô Mệnh bọn họ rác rưởi, vậy bọn hắn những người này chẳng phải là rác rưởi không bằng. Chỉ có Thánh Nhân Hoàng ánh mắt phức tạp, không biết hắn nội tâm làm thế nào cảm tưởng, dù sao, hắn cũng là thái cổ thần giới người. Chỉ chốc lát sau, đám người đi theo một vị trưởng lão đi tới địa các chỗ sâu một tòa cung điện bên ngoài. Đứng ở chỗ này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên nơi này thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường muốn xâm nhập nơi này, căn bản là không thể nào. Cung điện phía trước, Long Vân nhìn thấy đám người đến, lúc này mới chậm rãi quay người, nhìn về phía chúng nhân nói, hôm nay bắt đầu tinh nguyên động thiên, cụ thể đột phá đến cảnh giới gì, phải xem các ngươi bản thân tạo hóa. Nói đến đây, Long Vân lấy tay vung lên, trước người bỗng xuất hiện từng đoàn quang mang, lại nói, người thứ 11 đến người thứ 20, có thể ở tinh nguyên động thiên đợi 5 ngày thời gian. Lời còn chưa dứt, trong đó 10 vầng sáng trong nháy mắt xuất vào trong đó 10 người mi tâm, ở đám người mi tâm, bỗng xuất hiện một đạo rực rỡ điểm sáng, cực kỳ lóa mắt, đem cả người đều sấn thác siêu phàm nhập thánh. Người thứ 6 đến người thứ 10, có thể đợi 10 ngày thời gian. Long Vân lại nói, y dạng họa hồ lô, lại có 5 đám quang mang chui vào trong đó 5 người mi tâm, Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng đều là ở loại này. Người thứ 2 đến người thứ 5, có thể đợi 15 ngày thời gian. Nói xong, 4 đám quang mang phân biệt chui vào Long Vô Mệnh, Cơ Trần, Tà Vũ cùng Đế Tử Phi mi tâm. Cuối cùng, ánh mắt mọi người rơi vào Tiêu Phàm trên người, Long Vân khẽ vuốt cằm, nói, người thứ nhất, có thể đợi 30 ngày thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, người thứ nhất, so với người thứ hai vậy mà dòng giã tăng lên gấp đôi, khó trách mỗi người đều muốn tranh đoạt đệ nhất. Theo một đoàn quang mang chui vào mi tâm, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác cặp mắt của mình phát sinh biến hóa, dường như có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được 4 phía nguyên lực tồn tại. Tinh nguyên động thiên, nghiêm cấm phá hư, Long Vân lại nhìn thật sâu đám người một cái. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng cung điện, khẽ vuốt cằm. Chỉ một thoáng, từng đạo thất thải lưu quang nở rộ, cả tòa đại điện đột nhiên trở nên mờ đi. Bang một tiếng, đại điện chi môn mở ra, một đạo quang trụ chặn lại tầm mắt của mọi người, thấy không rõ bên trong đại điện có cái gì. Nhưng là, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ bàng bạc nguyên lực đập vào mặt, trừ cái đó ra, còn có một số cực kỳ huyền diệu khí số. Vào, Long Vân ra lệnh một tiếng. Hô hô, căn bản không cần hắn hạ lệnh, bọn họ 20 người nhao nhao hóa thành một vệt sáng xông vào bên trong tinh nguyên động thiên, hoàn toàn không có nửa phần chần chờ. Cho dù là bọn họ biết rõ, vô luận trước sau tiến vào tinh nguyên động thiên, đều chỉ có thể đợi nhất định thời gian vừa đến, tất nhiên sẽ bị xua đuổi đi ra. Tiêu Phàm cũng là như thế. Làm cảm nhận được cái kia cửa lớn truyền tới rồi rào nguyên lực cùng khí số lúc, trong cơ thể hắn vô tận chiến điển vậy mà tự động vận chuyển lại. Hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ một bước liền bước vào tinh nguyên động thiên, sau một khắc, hắn cảm giác mình bước vào một vùng ngân hà, tiến nhập thâm thúy tinh không. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, người đã ở một mảnh vô biên vô tận tinh không, ở hắn quanh thân, khắp nơi đều là sáng chói tinh thần, chói lọi chói mắt. Cái này nghiễm nhiên chính là một mảnh tinh hải, nhưng quỷ dị chính là, tinh hải bên trong, dường như có vô số vi diệu lực lượng không ngừng hướng về hắn vị trí tinh không tràn ngập mà đến. Khí số, nguyên lực, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được cái kia từng tia từng sợi sức mạnh huyền diệu, trong lòng bỗng nhiên có một loại to gan phỏng đoán, tinh nguyên động thiên đang rút ra mặt khác tinh thần thế giới lực lượng. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Có loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tinh nguyên động thiên cũng thật là đáng sợ, không biết là như thế nào cao thủ, mới có thể bố trí ra dạng này đoạt thiên địa tạo hóa nơi tu luyện. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không, điên cuồng rút ra trong thiên địa nguyên lực cùng khí số, hắn không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Vô tận chiến điển vận chuyển càng nhanh hơn, cái kia thực chất hóa khí số cùng nguyên lực. Điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ba cái nguyên tuyển đồng thời mở ra,
hơn nữa thể nội bạch sắc thạch đầu hấp thu càng thêm tấn mãnh, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác 10 điểm chậm chạp. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm chia ra vô số cỗ linh hồn phân thân, nghĩ phải mau sớm thôn phệ khí số cùng nguyên lực, dù sao, hắn thời gian chỉ có một tháng. Nhưng mà để Tiêu Phàm thất vọng là, trừ hắn bản tôn, linh hồn phân thân hấp thu tốc độ có hạn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không đáng kể. Nguyên tuyền, chỉ có nguyên tuyền, mới có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ nguyên lực, cảm ngộ bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, thật sâu thở dài nói. Hắn rốt cuộc biết, vì sao thái cổ thần giới vô số tu sĩ lúc trước cố ý áp chế tu vi, chỉ vì tiến vào phi tiên thánh cảnh, ngưng tụ nguyên tuyền. Bởi vì chỉ có nắm giữ nguyên tuyền, mới có thể nhanh chóng thôn phệ nguyên lực, hơn nữa trợ giúp tu sĩ bản thân mau chóng cảm ngộ bản nguyên chi lực. Không có nguyên tuyền người, khôi phục nguyên lực tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại càng không cần phải nói cảm ngộ bản nguyên chi lực, cho dù có thể cảm ngộ, cũng không biết năm nào tháng nào. Nói cách khác, cơ hồ chỉ có nguyên tuyền người, mới có thể đột phá thánh tôn cảnh. Thế nhưng là, vì sao thiên hoang có nhiều như vậy thánh tôn cảnh đây? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, thiên hoang có được ngưng tụ nguyên tuyền phương pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt có chút khó coi, khả năng này rất lớn, thế nhưng là, vì sao thiên hoang không đem loại này tu luyện nguyên tuyền phương pháp truyền cho thái cổ thần giới, để thái cổ thần giới cho thiên hoang chuyển vận càng nhiều cường giả đây? Có lẽ ở trong mắt thiên hoang, thái cổ thần giới thật là có cũng được mà không có cũng không sao a. Tiêu Phàm nội tâm đối thiên hoang ấn tượng càng ngày càng kém. Lắc đầu, Tiêu Phàm đem những tạp niệm này tất cả đều ném đến tận ngoài não, mặc dù hắn linh hồn phân thân không thể giúp hắn nhanh chóng luyện hóa khí số cùng nguyên tuyền. Nhưng là, hắn nhưng là có được ba cái nguyên tuyền người, bản thân thôn phệ tốc độ liền là người khác gấp bội. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có bạch sắc thạch đầu đây, người này luyện hóa tốc độ, so Tiêu Phàm càng nhanh, Tiêu Phàm là thúc ngựa cũng không kịp. Theo Tiêu Phàm thôn phệ cùng luyện hóa, hắn có thể đủ thấy rõ ràng, vô số tinh quang từ cái kia vô số ngôi sao thế giới bên trong mãnh liệt mà tới, giống như nhấc lên từng đợt nguyên lực phong bạo. Thời gian nhanh chóng xói mòn, Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội khí số cùng nguyên lực càng ngày càng dồi dào, trong lòng cũng kích động không thôi. Bán bộ thánh tôn cảnh, nhanh, Tiêu Phàm vẻ mặt mong đợi nói. Tiêu Phàm trên người không thiếu nguyên tinh, thậm chí không thiếu ma tinh, tự nhiên cũng liền không thiếu nguyên lực cùng khí số. Nhưng là, cùng tinh nguyên động thiên nguyên lực cùng khí số so sánh, trên người hắn điểm này nguyên tinh cùng ma tinh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hơn nữa, hắn luyện hóa nguyên tinh cùng ma tinh tốc độ thực sự quá chậm, cùng cái này trực tiếp thôn phệ luyện hóa nguyên lực cùng khí số so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Vẻn vẹn hai ngày, Tiêu Phàm nguyên lực cùng khí số liền đã bão hòa, cùng bán bộ thánh tôn cảnh ở giữa cửa ải liền bắt đầu buông lỏng. Nhưng mà, cái này luyện hóa tốc độ, cùng bạch sắc thạch đầu so sánh, cơ hồ có thể không đáng kể. Nhất là bạch sắc thạch đầu phản hồi lực lượng, cực kỳ dồi dào, hung mãnh. Nếu như nói Tiêu Phàm thể nội nguyên lực giống như một dòng sông nhỏ, cái kia bạch sắc thạch đầu phản hồi lực lượng, trực tiếp chính là một dòng sông lớn, khí thế hung mãnh vô số lần. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra. Hắn cùng với bán bộ thánh tôn cảnh ở giữa gông cùm xiềng xích trực tiếp bị xông mở, cuồn cuộn nguyên lực cùng khí số chút vào hắn mỗi một đường kinh mạch, bắt đầu rửa sạch hắn thân thể. Tiêu Phàm quanh thân cổ động mạnh mẽ khí tức, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm thở sâu, phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ là, hắn cũng không có đình chỉ, ngược lại cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Hắn ba cái nguyên tuyền cũng lớn không chỉ một lần, tốc độ tự nhiên đã gia tăng rồi gấp bội. Nhưng mà để Tiêu Phàm càng thêm vui mừng chính là, bạch sắc thạch đầu phản hồi lực lượng, vậy mà để hắn linh hồn bản thể cũng có lay động. Phải biết, từ lần trước rời đi cửu u địa ngục về sau, Tiêu Phàm linh hồn cảnh giới vẫn dừng lại ở hạ phẩm thánh tôn, chưa từng có đột phá dấu hiệu. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được lực lượng linh hồn lại tăng cường. Tùy thời đều có thể đột phá trung phẩm thánh tôn. Còn có 28 ngày thời gian, Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy. Đột phá bán bộ thánh tôn cảnh thời gian tốn hao, so với hắn tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều, vẻn vẹn đi qua 1/15. Thời gian còn lại, hắn có 3 thành nắm chắc bắn vọt hạ phẩm thánh tôn,
chí ít cũng có thể để linh hồn bản thể đột phá trung phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn. Khó trách nhiều người như vậy nghĩ đến tinh nguyên động thiên, nơi này đúng là thánh đế cảnh phúc địa. Tiêu Phàm trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, tinh nguyên động thiên đối với người khác mà nói đúng là động thiên phúc địa, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn càng là một cái trận pháp. Chỉ là bố trí trận pháp này người, thủ đoạn quá cao siêu, hắn căn bản liền nhìn không thấu mảy may. Suy nghĩ một chút cũng phải, thiên hoàng cũng không thiếu thánh tôn cảnh trận pháp sư, nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy đều không thể nghiên cứu ra tinh nguyên động thiên trận pháp, hắn một cái thánh đế cảnh lại làm sao có thể làm đến đây. Chẳng qua nếu như một khi làm được, đem thứ này bố trí ở vô tận thần sơn, cái kia vô tận thần phủ còn không sợ sinh ra không được siêu cấp cường giả sao. Từ khi bị Lý Đạo Lâm đả kích sau, Tiêu Phàm đã không còn đem mình làm thiên hoang người đối đãi, hắn căn vẫn là ở thái cổ thần giới. Tương lai có một ngày, hắn còn muốn trở về thái cổ thần giới. Nếu là thật sự có đại kiếp đến ngày đó, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không thay thiên hoang xuất chiến, hắn chỉ vì bản thân thân bằng hảo hữu xuất chiến. Nhưng bằng một mình hắn, muốn thủ hộ vô tận thần phủ, hiển nhiên là không thể nào. Hắn cần càng nhiều chiến hữu. Mà cái này tinh nguyên động thiên, có được đại lượng chế tạo cường đại chiến hữu khả năng, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Nếu không, chờ rời đi về sau, lưu một bộ linh hồn phân thân ở đây nghiên cứu, có lẽ tương lai hữu dụng. Tiêu Phàm đã làm quyết định. Lưu lại một bộ linh hồn phân thân, nếu là có thể nghiên cứu ra cái này tinh nguyên động thiên bí mật, đó là thiên đại thu hoạch, cho dù thất bại, vậy cũng không có gì. Thậm chí... cho dù bị thiên hoang người phát hiện, hắn cũng cùng lắm thì chết không thừa nhận. Biện pháp này tốt, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, mặc dù đang không ngừng tự hỏi, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ đình chỉ thôn phệ nguyên lực cùng khí số, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, một chỗ khác tinh không, cũng ngồi một bóng người, đệ tử phi vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía nở rộ tinh quang, đó là thực chất hóa nguyên lực cùng khí số. Nguyên lực cùng khí số ngưng tụ tốc độ. Làm sao càng ngày càng chậm, lúc này mới ngày thứ ba mà thôi a. Dựa theo gia tộc điển tịch ghi chép, thời gian 10 ngày, hẳn là đầy đủ ta đột phá thánh tôn cảnh mới đúng. Đế tử phi cao mày. Quanh người hắn cũng xuất hiện hai cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ bốn phía nguyên lực cùng khí số. Ngày đầu tiên lúc tiến vào, hắn phát hiện nguyên lực cùng khí số cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn đến lít nha lít nhít đậm đặc cấp độ. Đế tử phi đánh giá một chút. Bản thân nguyên lực mới có thể đột phá hạ phẩm thánh tôn, đến lúc đó chỉ cần cảm ngộ đến bản nguyên chi lực, liền có thể trở thành chân chính hạ phẩm thánh tôn cường giả. Nhưng lúc này mới ngày thứ ba mà thôi, tinh quang đã mở đi rất nhiều, tốc độ cắn nuốt chậm gần một nửa, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Chiếu tốc độ bây giờ, đừng nói nhường hắn đột phá thánh tôn cảnh, cho dù đột phá bán bộ thánh tôn đều muốn hết sức, dù sao, hắn mới chỉ có thời gian 10 ngày. Có phải hay không tinh nguyên động thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đế tử phi thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ là hắn, mặt khác mười mấy nơi không gian người tất cả đều có ý nghĩ như vậy. Nguyên bản đám người đối tinh nguyên động thiên chờ mong không hiểu, nhưng đến đầu đến, liên đột phá thánh tôn cảnh đều làm không được, vậy bọn hắn cố ý áp chế bản thân thực lực làm cái gì đây? Sớm biết, bọn họ bằng tự mình tu luyện, có lẽ cũng sớm đã đột phá hạ phẩm thánh tôn. 5 ngày thời gian chớp mắt đi qua, người thứ 11 đến người thứ 20 bị cưỡng chế đưa ra tinh nguyên động thiên, chỉ có 5 người đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Mặt khác 5 người, vẻn vẹn củng cố một lần tu vi, trực tiếp dậm chân tại chỗ, cái này khiến trong lòng bọn họ có loại xúc động mà chửi thề. 10 ngày đi qua thời điểm, người thứ 6 đến người thứ 10, cũng vẻn vẹn thánh nhân hoàng đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh, đế thái ất cùng 3 người khác rời đi thời điểm. Sắc mặt hoàn toàn là màu gan heo. Bọn họ thiên phú không tồi, thế nhưng vẻn vẹn đột phá bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, khoảng cách hạ phẩm thánh tôn còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Đây thật là trong truyền thuyết tinh nguyên động thiên, đám người nghiêm trọng hoài nghi mình vào sai giả tinh nguyên động thiên. Phải biết, tiến vào tinh nguyên động thiên đột phá hạ phẩm thánh tôn mới là bình thường a, nhưng bây giờ đám người có loại ăn chuột chết cảm giác, khó chịu muốn mạng. Trước đó cố ý áp chế tu vi, để cho mình dừng lại ở thánh đế cảnh đỉnh phong, chẳng phải là uổng phí. Dù cho thánh nhân hoàng sở dĩ đột phá, cũng là bởi vì hắn cùng với cơ trần chiến đấu thời điểm, đã đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh.
hiện tại đột phá hạ phẩm thánh tôn, cũng vẻn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Ngày thứ 15, Tà Vũ, Long Vô Mệnh, Cơ Trần cùng Đế Tử Phi bốn người cưỡng ép bị truyền tống ra ngoài, bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, nguyên bản đám người cho rằng có thể nhẹ nhõm đột phá trung phẩm thánh tôn. Đến lúc đó, cảm ngộ bản nguyên chi lực, vượt qua thánh tôn kiếp, liền có thể trở thành chân chính trung phẩm thánh tôn cường giả. Nhưng bọn họ nguyên lực, mới miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm thánh tôn cảnh cấp độ, rời đi thời điểm, mỗi người đều cực kỳ thất lạc. Mà lúc này, bọn họ rời đi về sau, chỉ có Tiêu Phàm một người lưu lại, cho dù hắn và Bạch Sắc Thạch Đầu thôn vệ đại bộ phận nguyên lực cùng khí số, có thể khoảng cách hạ phẩm thánh tôn cảnh cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Hắn điên cuồng thôn vệ, phảng phất hoàn toàn quên bản thân, tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Thời gian 10 ngày chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm lần nữa từ loại kia cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thể nội khí số cùng nguyên lực vậy mà đều đạt đến trạng thái bão hòa, cũng không còn cách nào hấp thu mảy may. Có thể cho đến bây giờ, hắn mới ở trong tinh nguyên động thiên đợi 25 ngày thời gian a. Còn dư lại 5 ngày thời gian đây, chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí? Tiêu Phàm trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, nếu như mình như vậy lãng phí 5 ngày thời gian tu luyện, cái kia lúc trước còn có cần gì phải tranh đoạt địa các thi đấu người thứ nhất đây? Không phải nói, tinh nguyên động thiên bên trong, nguyên lực là có thể đột phá đến thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hồ nghi, cau mày. Hắn hiểu qua tinh nguyên động thiên tin tức, đợi ở trong tinh nguyên động thiên, là có thể để nguyên lực tích xúc ở thể nội, đạt tới hạ phẩm thánh tôn cảnh giới. Chỉ cần lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, liền có thể nhất cử bước vào hạ phẩm thánh tôn cảnh, sau đó đợi tu vi ổn định, liền có thể độ thánh tôn kiếp, trở thành chân chính thánh tôn cường giả. Nhưng hắn thử hồi lâu, thể nội nguyên lực lại là không còn gia tăng mảy may. Liền tựa như một cái rót đầy nước vật chứa, Tiêu Phàm nghĩ tiếp tục đi đến bên cạnh thêm nước, trong thùng bên cạnh nước liền sẽ chảy ra một chút, cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ là mình thân thể xảy ra vấn đề? Khả năng này rất lớn, dù sao. Hắn con đường tu luyện cùng thái cổ thần giới tu sĩ đã sớm không giống nhau, vẻn vẹn chỉ có một chút chỗ tương tự mà thôi. Nhưng như vậy rời đi, hắn nội tâm thật cực kỳ không cam lòng. 5 ngày thời gian, hắn chí ít cũng có thể hấp thu hàng ức nguyên tinh biến thành nguyên lực A, cứ như vậy lãng phí, Tiêu Phàm trái tim đều đang chảy máu. Không được, không thể như vậy lãng phí, Tiêu Phàm bỗng nhiên lay động một cái đầu. Nói, nếu như đem ta nhục thân so sánh một cái vật chứa, hiện tại đồ chứa dung tích lớn nhỏ nhận lấy hạn chế, cho nên mới không thể thôn phệ nguyên lực. Nếu là ta dung tích quá nhỏ, vậy có phải có thể tăng cường đồ chứa dung tích đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, bởi vì hắn lại phát hiện một vấn đề khác, hắn không chỉ có không cách nào hấp thu nguyên lực, liền khí số đều không thể hấp thu. Không cách nào hấp thu khí số. Há chẳng phải là nói rõ khí số cũng bão hòa. Trước kia hắn bản thân nhục thân làm vật trung gian, tiếp nhận thế giới chi lực, chính là dùng khí số rèn luyện thân thể, một khi khí số bão hòa, nhất định phải đột phá cảnh giới càng cao hơn mới được. Mà bây giờ, tình huống của hắn cùng loại kia tình huống giống nhau y hệt, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Đột phá thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm thở sâu, thể nội điên cuồng vận chuyển vô tận chiến điển đệ lục trọng. Tốc độ đạt đến bình thường không chỉ gấp mấy lần. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch có loại bị hỏa thiêu cảm giác, vô tận chiến huyết cũng sôi trào tới cực điểm, cháy huyết quan có chút đau rát. Vô tận chiến điển đệ lục trọng không được, nhất định phải vận chuyển vô tận chiến điển đệ thất trọng. Tiêu Phàm nhíu mày. Ngay sau đó, hắn tâm thần nhanh chóng chìm vào trong óc, tìm được vô tận chiến điển, lật ra đệ thất trang, cũng chính là vô tận chiến điển đệ thất trọng. Nguyên bản hắn cho rằng lấy năng lực hiện tại của hắn lý giải vô tận chiến điển đệ thất trọng sẽ 10 điểm tối tăm, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, một trọng này rất dễ hiểu. Thậm chí tựa như hắn đã sớm đọc thuộc lòng vài vạn năm, một trọng này công pháp trực tiếp in vào hắn linh hồn chỗ sâu. Hẳn là cùng linh hồn chi lực của ta đạt đến thánh tôn cảnh có quan hệ. Tiêu Phàm coi như biết vô tận chiến điển. Thứ này, hoàn toàn là mặt khác cường đại công pháp tập hợp thể, thậm chí hắn căn bản không có chân chính hoàn thiện, nhưng đối với Tiêu Phàm đột phá hạ phẩm thánh tôn mà nói, hẳn là đầy đủ. Thở sâu,
Tiêu Phàm vẫn là chuẩn bị thử một phen, nói chung, hắn đều là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể vận chuyển vô tận chiến điển càng cao cấp công pháp. Nhưng là bây giờ, hắn vì bắn vọt hạ phẩm thánh tôn, bất kể như thế nào đều muốn thử nghiệm bắn vọt một lần. Dù sao, bậc này thượng hạng tu luyện hoàn cảnh quá ít, hắn muốn vượt qua mặt khác cường đại hơn thiên tài, liền không thể lãng phí loại này tu luyện cơ hội. Hô hô, theo vô tận chiến điển đệ thất trọng vận chuyển lại, Tiêu Phàm quanh thân nhấc lên một trận cuồng phong, trong kinh mạch càng là truyền đến một trận tê liệt thanh âm, đáng sợ đau đớn truyền khắp toàn thân. Tiêu Phàm đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy, liền hừ đều không hừ một tiếng. Nhưng hắn vui chính là, nguyên bản không cách nào thôn phệ khí số cùng nguyên lực nhục thân, vậy mà lần nữa cắn nuốt, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là hấp thu. Oanh, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng sét đồng dạng nổ vang, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động đến hư không đều rung động không thôi. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân biến hóa. Đây là, nguyên lực đạt tới hạ phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, có loại cảm giác không thật. Nhục thân nguyên lực đột phá bình cảnh, đạt tới hạ phẩm thánh tôn cảnh, hắn chỉ cần đem nguyên lực chuyển hóa thành bản nguyên chi lực, liền có thể trở thành chân chính thánh tôn cảnh, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không thích. Nguyên bản hắn đã làm xong chuẩn bị, trước thăm dò một chút tự thân con đường tu luyện, dù sao hắn tu luyện chi pháp cùng người khác khác biệt. Nhưng mà hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân đột phá thuận lợi như vậy. Về phần bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy bản thân lực lĩnh ngộ, không bao lâu liền có thể chân chính cảm ngộ đến. Hắn hiện tại, trừ bỏ không có tự thân bản nguyên chi lực bên ngoài, hắn thực lực, đoán chừng đã không kém gì bất luận cái gì hạ phẩm thánh tôn. Thậm chí, dù cho trung phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm cũng có nắm chắc một trận chiến. Bởi vì, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đột phá cũng không chỉ là thân thể nguyên lực, còn có nhục thân lực lượng bản thân. Ở hắn làn da ngoại thân, vậy mà hiện ra một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, khiến cho làn da nhìn qua cực kỳ giống như mạ một lớp vàng một dạng. Cái này cùng vô tận chiến huyết nở rộ quang hoa khác biệt, trước mắt loại này kim sắc quang mang cực kỳ nội liếm, dường như là từ trên bản chất cải biến ra thịt của hắn. Vô thượng kim thân sao? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, cảm giác mình đang nằm mơ một dạng. Đột phá thánh tôn cảnh, liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực rèn đúc vô thượng kim thân, nhưng hắn bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ tự thân bản nguyên chi lực a. Nhục thân nguyên lực đột phá thánh tôn cảnh đã để hắn cảm thấy bất ngờ, nếu như có thể rèn đúc ra vô thượng kim thân, vậy hắn thực lực, tuyệt đối là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên a. Là khí số cùng nguyên lực, hắn dung hợp làm một, chính là bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần. Người khác đột phá thánh tôn cảnh, đều sẽ khí số nhập thể, sau đó cảm ngộ bản nguyên chi lực, nhưng hắn Tiêu Phàm, khí số sớm đã nhập thể, căn bản không cần đi một bước này. Cho tới bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân trước kia cố gắng không phải uổng phí. Hắn không biết người khác vô thượng kim thân cường đại đến mức nào nhưng hắn tự tin, bản thân vô thượng kim thân, tuyệt đối so với cùng giai tu sĩ hiếu thắng. Đúng rồi, trước đó Long tiền bối bọn họ nói ta dung hợp cái kia phá diệt chi lực chính là bản nguyên chi lực, phá diệt chi lực chính là dị ma khí số cùng nguyên lực dung hợp mà thành. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề, trầm ngâm nói, mà bản nguyên chi lực, có phải hay không cũng là khí số nhập thể, cùng nguyên lực dung hợp làm một. Có lẽ ta có thể nhờ vào đó cảm ngộ bản nguyên chi lực đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiêu Phàm cũng hết sức kinh ngạc bản thân loại phỏng đoán này, nhưng nếu như loại phỏng đoán này là đúng, vậy hắn tất nhiên có thể mau sớm lĩnh ngộ được tự thân bản nguyên chi lực. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm một bên tiếp tục thôn vệ khí số cùng khí số, rèn luyện tự thân vô thượng kim thân. Một bên khác, Tiêu Phàm cưỡng ép vận chuyển thể nội sát lục nguyên tuyền, khống chế nguyên lực cùng bản thân nhục thân bên trong khí số chậm rãi dung hợp. Liền tựa như lúc trước dùng ma tinh cùng nguyên tinh dung hợp phá diệt chi lực một dạng. Hắn không dám đồng thời dung hợp quá nhiều, phá diệt chi lực lực phá hoại, hắn nhưng là thấy tận mắt, nghĩ đến bản nguyên chi lực cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là đem mình nổ chết, vậy liền khôi hài. Hắn một lần lại một lần thử nghiệm, nhưng mà một lần lại một lần thất bại.
Bất quá ở chỗ này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng nguyên lực cùng khí số khuyết thiếu, cái này hoặc giả cũng là tinh nguyên động thiên vì sao có thể làm cho người đột phá thánh tôn cảnh nguyên nhân. Có nhiều như vậy vô chủ nguyên lực cùng khí số, không muốn đột phá thánh tôn cảnh cũng khó khăn. Tiêu Phàm lại là không biết, bởi vì đá màu trắng duyên cớ, đại bộ phận vô chủ khí số cùng nguyên lực đều bị hắn thôn phệ, những người khác mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng thu hoạch hoàn toàn có thể không đáng kể. Ngược lại là Tiêu Phàm, nhục thân liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, linh hồn chi lực cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhục thân càng là rèn luyện ra vô thượng kim thân đệ nhất đoán, dạng này thu hoạch, có thể được xưng là nghịch thiên. Dù cho vô thượng kim thân vẫn chỉ là đệ nhất đoán, nhưng Tiêu Phàm đã 10 điểm thỏa mãn. Nếu như hắn ở ngoại giới chế tạo mà nói, còn không biết năm nào tháng nào đây. Mọi người đều biết, vô thượng kim thân rèn đúc, thế nhưng là so cảm ngộ bản nguyên chi lực còn muốn khó khăn. Hô, không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ sức mạnh huyền diệu chấn động, Tiêu Phàm khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Đây chính là tu la sát lục bản nguyên chi lực sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngờ vực, vừa rồi một sát na kia, hắn ẩn ẩn cảm giác mình bắt được cái gì, nhưng lại từ giữa ngón tay trôi qua. Bất quá, cái loại cảm giác này lại là in vào trong đầu của hắn, linh hồn, làm sao cũng quên mất không được. Cảm ngộ bản nguyên chi lực xác thực rất khó, muốn ở ngoại giới cảm ngộ, càng thêm khó khăn. Tiêu Phàm thở sâu. Sau đó bắt đầu cảm ngộ thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực. So với tu la sát lục bản nguyên chi lực mà nói, Tiêu Phàm cảm thấy hai loại bản nguyên chi lực càng khó, dù sao sát lục bản nguyên chi lực coi như tương đối là đơn thuần. Mà thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực quá mức phức tạp, có thể nói là răng khắp nơi, thậm chí có thể nói, đây vốn chính là bốn loại bản nguyên chi lực. Nhưng là, Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Tất nhiên hắn có được ba cái nguyên tuyền, vậy dĩ nhiên phải tận lực lợi dụng, lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực. Sát lục bản nguyên chi lực cảm ngộ Tiêu Phàm trước để ở một bên, tinh nguyên động thiên 30 ngày kỳ hạn đã không xa, hắn tin tưởng mình, nếu như cũng đã bắt được sát lục bản nguyên chi lực huyền diệu, cho dù rời đi tinh nguyên động thiên, không bao lâu nữa mình cũng có thể lĩnh ngộ được. Ngược lại là thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực. Còn phải mượn nhờ một lần tinh nguyên động thiên lực lượng, bằng không không biết năm nào tháng nào mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm toàn thân tâm chìm vào thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực lĩnh ngộ bên trong, hắn đã hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Ở trên người hắn, ngẫu nhiên tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức chấn động, đó là bản nguyên chi lực đặc thù khí tức. Chỉ bất quá, cỗ kia ba động vẻn vẹn trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Phàm thiên phú mặc dù cường đại, nhưng nếu muốn ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong lĩnh ngộ ba loại trở lên bản nguyên chi lực, không khác người si nói mộng. Hắn hiện tại phải làm, vẻn vẹn chỉ là chạm tới cái kia mấy loại bản nguyên chi lực huyền diệu. Vạn sự khởi đầu nan, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực nhất là như thế. Hắn mặc dù dung hợp phá hư lực tốc độ cực nhanh, nhưng cảm ngộ tự thân bản nguyên chi lực, thong thả đến cực hạn, nếu như quả thực là muốn hình tượng hóa hình dung. Kia liền là ốc sên dạo bước. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bị một cỗ mãnh liệt lực lượng tỉnh lại, quanh người hắn không gian đột nhiên bỗng nhiên rung rung, sau đó trở nên hết sức vặn vẹo. Đã đến giờ sao, hỗn độn bản nguyên chi lực, còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. 5 ngày thời gian, hắn cảm ngộ đến sát lục bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực huyền diệu, chỉ là hỗn độn bản nguyên chi lực huyền diệu còn kém một chút xíu. Cái này khiến hắn cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng là cho dù hắn không cam lòng thế nào đi nữa tâm, tinh nguyên động thiên đã bắt đầu truyền tống hắn, hắn cũng không dám tự tiện chống đối cỗ này lực lượng. Dù sao, tinh nguyên động thiên chính là địa cát, nếu như hắn cưỡng ép lưu lại, sẽ cho Long Vân tìm đến không ít chỉ trích, thậm chí chính hắn cũng sẽ rất nhiều phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát buông lỏng bản thân. Tùy ý có kia thời không chi lực đem hắn đưa ra tinh nguyên động thiên, dù sao, hắn cũng coi là thắng lợi trở về. Nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở tinh nguyên động thiên vị trí cửa cung điện, hai đạo bóng người đứng ở cái kia chờ lấy hắn. À, ngươi nguyên lực làm sao mới đột phá hạ phẩm thánh tôn? Tà Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói.
Tiêu Phàm trực tiếp ngây tại chỗ. Bản thân tiến vào tinh nguyên động thiên chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong tốt ha, hiện tại thể nội nguyên lực đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến hạ phẩm thánh tôn, sao có thể dùng một cái mới chữ đâu. Bất quá khi hắn cảm nhận được Tà Vũ trên người khí tức bàng bạc lúc, lập tức hiểu được. Tà Vũ bọn họ ở tinh nguyên động thiên vẻn vẹn đợi 15 ngày mà thôi, thì đến được đồng dạng cảnh giới, quả thật làm cho có chút ngoài ý muốn. Long các chủ, ta liền nói tinh nguyên động thiên khí số cùng nguyên lực quá mỏng manh, người không tin. Tà Vũ vừa nhìn về phía Long Vân nói. Không nên a, Long Vân vẻ mặt buồn bực. Mặc dù hắn không tin, nhưng trên thực tế, vô luận Tà Vũ cũng tốt, Long Vô Mệnh bọn họ cũng được, đều không có đạt tới hắn tưởng tượng bên trong cảnh giới. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng là như thế, vẫn như cũ bồi hồi tại hạ phẩm thánh tôn cảnh, cái này khiến hắn không thể không tin. Chẳng lẽ tinh nguyên động thiên thật xảy ra vấn đề gì? Tinh nguyên động thiên nguyên lực cùng khí số mỏng manh sao? Tiêu Phàm gãi gãi đầu, có chút không thể nào tiếp thu được. Nơi đó khí số cùng nguyên lực, cơ hồ đạt đến thực chất hóa cấp độ A, nồng đậm tới cực điểm, chỗ nào cùng mỏng manh có nửa điểm quan hệ. Nếu như hắn không phải đoán tạo vô thượng kim thân, cảm ngộ bản nguyên chi lực, có lẽ thật có hy vọng để nguyên lực đạt tới trung phẩm thánh tôn cảnh cũng khó nói. Dựa theo trước kia tính ra, người chỉ ít hẳn là đột phá trung phẩm thánh tôn, thậm chí khả năng bắn vào thượng phẩm thánh tôn, chúng ta cũng cần phải đạt tới trung phẩm thánh tôn cấp độ, nhưng là, chúng ta vẻn vẹn đạt đến hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Tà Vũ có chút tức giận nói, người bây giờ cảm thấy cái này nguyên lực cùng khí số mỏng manh sao? Bản nguyên chi lực không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ sao? Khí số cùng nguyên lực lại nhiều, cũng không thể vô duyên vô cớ trở thành bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút buồn bực. Lời này vừa nói ra, Tà Vũ cùng Long Vân đồng thời kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Tà Vũ càng là nhịn không được nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không biết làm sao lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Để Tà Vũ hộc máu là, Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, không chút nghĩ ngợi hỏi, làm sao lĩnh ngộ. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Tà Vũ cùng Long Vân kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Bọn họ thật không biết. Tiêu Phàm là như thế nào đột phá thánh tôn cảnh, thậm chí ngay cả làm sao lĩnh ngộ bản nguyên chi lực đều không biết. Tà Vũ không có mở miệng, hắn bị Tiêu Phàm hồn nhiên đánh bại. Ngược lại là Long Vân, vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm, nói, bản nguyên chi lực, chính là khí số cùng nguyên lực kết hợp thể, điểm này ngươi hẳn biết chứ. Biết rõ, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn tự nhiên là biết đến, phá diệt chi lực cũng là dạng này dung hợp. Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Vân bọn họ vậy mà cũng biết. Tiếp xuống nghe được lời nói của Long Vân, Tiêu Phàm mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bản nguyên chi lực từ khí số cùng nguyên lực dung hợp mà thành, cũng không phải là bí mật gì. Long Vân gật gật đầu, 10 điểm kiên nhẫn giải thích nói, tất nhiên người biết rõ, vậy liền không nên ở trong tinh nguyên động thiên bỏ lỡ cơ hội như vậy. Dẫn đạo vô chủ khí số cùng nguyên lực nhập thể. Người có thể mượn nhờ hai loại lực lượng cảm giác ngộ tự thân bản nguyên chi lực, một khi thành công, người liền có thể đem tự thân khí số cùng nguyên lực chuyển hóa làm bản nguyên chi lực. Vậy ta hiện tại chuyển hóa không giống nhau sao? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Một người nguyên lực cùng khí số là có hạn, người muốn dựa vào bản thân khí số cùng nguyên lực cảm ngộ, thời gian ngắn là không làm được. Long Vân thở dài. Dừng một chút, lại lắc đầu nói, mà cảm ngộ bản nguyên chi lực. Tốt nhất là một hơi liền chạm tới bản nguyên chi lực huyền diệu, người nghĩ một lần, tự thân nguyên lực cùng khí số, lại có thể chèo chống bản thân cảm ngộ bao lâu. Có đôi khi, người vừa mới có cảm ngộ, có thể nguyên lực cùng khí số hao hết, loại kia cảm ngộ trong nháy mắt tan thành mây khói, liền phải làm lại lần nữa, có thể lần sau lại chưa chắc có thể cảm ngộ đến. Đây cũng là người bình thường muốn đột phá thánh tôn cảnh chỗ khó khăn nhất, nhưng là, ở trong tinh nguyên động thiên. Hoàn toàn không tồn tại loại này vấn đề, bởi vì ngươi có đầy đủ nguyên lực cùng khí số tiêu xài. Nghe đến đây, Tiêu Phàm xem như minh bạch. Nguyên lực đạt tới hạ phẩm thánh tôn cảnh giới không tính là gì, thậm chí cái này căn bản không phải chân chính hạ phẩm thánh tôn. Muốn trở thành chân chính hạ phẩm thánh tôn, chỉ có cảm ngộ chân chính bản nguyên chi lực. Nguyên lực đạt đến hạ phẩm thánh tôn đối với phần lớn người mà nói cũng không khó, có thể muốn để cho mình cảm ngộ bản nguyên chi lực. Lại hết sức khó khăn. Mà ở trong tinh nguyên động thiên, liền cho cảm ngộ bản nguyên chi lực cung cấp tốt nhất nơi chốn,
rất nhiều người tiến vào tinh nguyên động thiên, tình nguyện nguyên lực không đạt tới hạ phẩm thánh tôn, cũng sẽ liều mạng lợi dụng vô chủ khí số cùng nguyên lực cảm ngộ bản nguyên chi lực. Đương nhiên, một lần này tiến vào tinh nguyên động thiên người, đừng nói cảm ngộ bản nguyên chi lực, chính là nguyên lực đạt tới hạ phẩm thánh tôn đều không có mấy cái. Tiêu Phàm rất muốn nói, mình cũng là dựa theo Tà Vũ nói như vậy cảm ngộ bản nguyên chi lực, chỉ là hắn lĩnh ngộ lúc sau đã tương đối trễ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ nói, ý của ngươi là, ngươi cảm ngộ đến bản nguyên chi lực. Tà Vũ trợn trắng mắt, nói, vẻn vẹn một thành mà thôi, miễn cưỡng xem như đột phá đến hạ phẩm thánh tôn, nếu như nguyên lực cùng khí số nồng đậm một điểm, đột phá trung phẩm thánh tôn hẳn là không có vấn đề gì. Nói đến đây, Tà Vũ vừa nhìn về phía Long Vân nói, Long các chủ, ngươi phải đền bù tổn thất chúng ta. Ý của ngươi là, muốn ta để cho các ngươi lại tiến vào tinh nguyên động thiên chờ lâu 2 ngày. Long Vân tức giận chừng Tà Vũ một cái nói. Tính, Tà Vũ khoát khoát tay, 2 ngày thời gian, tiến vào cũng không có ý nghĩa gì, bên trong nguyên lực cùng khí số đoán chừng cũng mỏng manh có thể không đáng kể. Tiêu Phàm lại là lộ ra vẻ nghiêm túc, nói tiền bối, ta còn có thể chờ lâu 2 ngày sao? Không được, quy củ chính là quy củ, ai bảo ngươi bản thân không hảo hảo lợi dụng. Long Vân trực tiếp đoạn cự tuyệt, huống hồ, lần trước nói cho ngươi đồ ma nhiệm vụ sắp mở ra, cũng liền ở nơi này 1-2 ngày. Đồ ma nhiệm vụ, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn đối đồ ma nhiệm vụ cũng có chút chờ mong. Tất nhiên Long Vân không cho hắn tiến vào tinh nguyên động thiên, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Phàm, chúng ta trước tấn cấp thiên các lại nói, cái kia đồ ma nhiệm vụ vị trí ma quật, chính là một cái tam tinh ma quật. Ít nhất phải thiên các người mới có thể đi vào. Tà Vũ lôi kéo Tiêu Phàm liền chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không thấy Long Vân tồn tại. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn mặc dù có thể không cần thiên các lệnh bài, cũng có thể tiến vào tam tinh ma quật. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định dựa vào bản thân thực lực tiến vào, không muốn dựa vào thủ hộ thần điện lệnh bài. Tiêu Phàm, người thật không có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Rời đi Tà Vũ, lại nhịn không được hỏi. Không có, Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ. Long Vân đưa mắt nhìn 2 người rời đi, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết, ta hẳn là nói cho hắn làm sao ở trong tinh nguyên động thiên cảm ngộ bản nguyên chi lực. Long Vân tự nhiên không biết, Tiêu Phàm không phải không biết làm sao cảm ngộ bản nguyên chi lực, mà là hắn nhục thể yêu cầu nguyên lực cùng khí số quá mức khủng bố, củng cố bán bộ thánh tôn cảnh 10 mấy ngày. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, đã chỉ còn lại có 5 ngày, quá mức vội vàng, cũng không có lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực, tối đa chỉ là gieo mấy khỏa hạt giống mà thôi. Nhưng là có cái này mấy khỏa hạt giống, không bao lâu là hắn có thể đủ chân chính cảm ngộ bản nguyên chi lực. Lại nói Tà Vũ mang theo Tiêu Phàm rất mau làm tốt rồi thiên các lệnh bài thân phận, 2 người bọn họ cũng coi là danh nhân rồi, xử lý cái lệnh bài thân phận, ngược lại không có dùng quá nhiều thời gian. Sau đó 2 người chọn lựa 2 tòa lân cận tiểu viện, trên đường, Tà Vũ vẫn còn có chút buồn bực, nhịn không được hỏi, ngươi thật không có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Ta đều nói nhiều lần, Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ngươi nha, có phải hay không nghĩ từ trên người ta tìm tới một điểm cảm giác ưu việt, nói thẳng a, không cần thiết đâm đao a. Hắn nội tâm cũng có như vậy một chút hối hận, sớm biết cho dù nguyên lực không đột phá hạ phẩm thánh tôn, cũng phải lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực. Bất quá nghĩ đến bản thân nguyên lực đạt đến phổ thông hạ phẩm thánh tôn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần, hắn liền bình thường trở lại. Người khác nguyên lực cùng khí số không cách nào trèo chống bản thân một lần là xong lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, nhưng hắn là sẽ không tồn tại loại vấn đề này. Vậy ngươi ở trong tinh nguyên động thiên làm cái gì? Tà Vũ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngay sau đó lại nói, ta tốt xấu cũng lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực a. Tiêu Phàm làm sao không biết Tà Vũ là đang cố ý khoe khoang đây, gia hỏa này, thật không phải bình thường cần ăn đòn. Ta rèn đúc vô thượng kim thân đi, đáng tiếc, chỉ đạt tới nhất đoán cảnh giới. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Khụ khụ, Tà Vũ bị nước miếng của mình cho sặc, sắc mặt đỏ lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, người rèn đúc ra vô thượng kim thân. Người nào không biết vô thượng kim thân rèn đúc so cảm ngộ bản nguyên chi lực còn muốn khó khăn a? Có thể Tiêu Phàm cái này liền bản nguyên chi lực đều không lĩnh ngộ được người,
vậy mà tu luyện ra vô thượng kim thân, cái này khiến Tả Vũ làm sao bình tĩnh. Ai, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không có thể trùng kích kim thân nhị đoán. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, tựa như không nghe được Tả Vũ lời nói ngữ, tiếp tục đi lên phía trước lấy, chỉ lưu lại một đạo tịch mịch như tuyết bóng lưng. Tả Vũ đợi tại nguyên chỗ, thật lâu không nói, trong đầu hắn vẫn còn nhớ lấy Tiêu Phàm mới vừa câu nói kia. Sau nửa ngày, Tả Vũ mới hồi phục tinh thần lại là phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Vô thượng kim thân đệ nhất đoán vẫn là có thể, bất quá đệ nhị đoán, có thể không thể dễ dàng như thế rèn đúc. Tả Vũ nhe răng cười một tiếng, bất quá dạng này cũng tốt, đồ ma chiến trường phía trên có chơi. Dứt lời, Tả Vũ lại bước nhanh hơn đuổi theo. Tiêu Phàm tìm tới chỗ ở của mình, liền bắt đầu chỉnh lý một tháng này thu hoạch. Linh hồn chi lực đạt đến trung phẩm thánh tôn cấp độ, bây giờ ta, đối mặt thượng phẩm thánh tôn uy áp, hẳn là cũng không cần e ngại. Tiêu Phàm trong lòng cổ lượng. Với hắn mà nói, linh hồn chi lực đột phá, chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là chạm tới bản nguyên chi lực huyền diệu, cùng đột phá đến vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Không biết bằng ta thực lực bản thân, có thể hay không đối chiến chân chính hạ phẩm thánh tôn đây. Tiêu Phàm âm thầm khẽ nói. Hắn rất muốn tìm cá nhân nghiệm chứng một lần. Lại là cái này ra hỏa. Cửu U Ma Toan thấp giọng nói, ngữ khí của hắn rất lạnh, thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Tiêu Phàm cũng nhíu mày, có chút khó chịu nhìn xem không trung đạo kia thân ảnh. Người kia không phải người khác, chính là ban đầu ở thần ma táng thổ cùng hắn có khoảng cách hầu hoàng, chỉ là lúc này bên cạnh hắn còn đứng vài đạo thân ảnh. Mỗi người đều là thánh tôn cảnh tu vi, hơn nữa hầu hoàng có vẻ như so nửa năm trước mạnh hơn. Đột phá trung phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm trong lòng suy tư, hắn đối hầu hoàng cùng Khương Thiếu Hư đều không có quá nhiều hảo cảm, nhất là hầu hoàng. Người này quá mức lãnh huyết vô tình, ngay cả người mình đều giết. Tam tinh đồ ma chiến trường mở ra, thiên các người phân ba nhóm tiến vào, nhóm đầu tiên tiến vào 1.000 người, nhóm thứ hai 2.000 người, còn dư lại nhóm thứ ba tiến vào, 10 hơi bên trong chưa tới người, hủy bỏ tiến vào tư cách. Hầu hoàng vẫn như cũ 10 điểm bá đạo. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía quảng trường lối vào, bắt đầu đếm ngược lên. 10, 9, 1, cuối cùng một tiếng rơi xuống, hầu hoàng bên người mấy bóng người đột nhiên bắn ra. Xuất hiện ở dọc theo quảng trường, đem mặt khác chưa kịp lúc đuổi tới người, tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Để cho ta đi vào, chúng ta cũng phải tham gia đồ ma nhiệm vụ, dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào. Tránh ra, nơi này là thiên các, cũng không phải thánh các ngươi dựa vào cái gì cản chúng ta. Vô số tức giận thanh âm ở dọc theo quảng trường vang lên, thiên các những cái kia bị ngăn cản ở ngoài người, tự nhiên là cực kỳ không cam tâm. Bọn họ chỉ là muộn thời gian mấy hơi thở mà thôi, vậy mà liền không cho tham gia đồ ma nhiệm vụ, bọn họ không có ra tay đánh nhau, đã coi như là không tệ. Ai không phục, đứng ra. Hầu hoàng lạnh lùng hướng về quảng trường cửa vào, lạnh giọng quát. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết, hầu hoàng khẳng định lại muốn lập lại chiêu cũ, trấn trụ những người này. Thế nhưng là, nơi này cũng không phải là ma quật. Chẳng lẽ người hầu hoàng còn dám ở chỗ này giết người hay sao? Quả nhiên như Tiêu Phàm sở liệu, hầu hoàng dưới cơn nóng giận đả thương mấy người, muốn dọa lùi những người khác, có thể chạy đến người càng ngày càng nhiều, căn bản liền không sợ hầu hoàng. Như bọn họ nói tới, nơi này chính là thiên các, không phải thánh các người dựa vào cái gì ở trong này khoa tay múa chân. Hầu hoàng bị buộc sắc mặt tái xanh, hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Ai quấy rối nữa, hủy bỏ thiên các người tất cả tư cách. Một tiếng quát nhẹ vang vọng thương khung, chỉ thấy một đạo áo bào đen thân ảnh thoáng hiện, hai tay vác sau lưng, lạnh lùng quan sát phía dưới. Hầu hoàng thấy thế, vẻ mặt xấu hổ đứng ở sau lưng hắn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hầu hoàng lão đại, Khương Thiếu Hư. Khương Thiếu Hư xuất hiện, trong nháy mắt để toàn trường an tĩnh lại. Có thể nghĩ, uy thế của hắn còn có thể trấn trụ không ít người. Các ngươi có thể tiếp tục ồn ào, chờ các ngươi an tĩnh lại, không còn nhao nhao, chúng ta bàn lại vào ma quật sự tình. Khương Thiếu Hư 10 điểm bình thản nói ra, bất quá đến lúc đó, thánh các người,
đoán chừng nên đi vào, đều đã toàn bộ tiến vào. Đám người nghe vậy, lập tức lại bắt đầu sôi trào lên. Nhưng Khương Thiếu Hư chính là không vội, cũng không tức giận mắng, mặc cho thiên các người nghị luận, phẫn nộ. Vừa bắt đầu đám người xúc động phẫn nộ, có thể chỉ một lát sau về sau, rốt cục có người đứng dậy, bắt đầu trấn áp cùng quát lui quảng trường bên ngoài người. Thế nhưng trên quảng trường quá nhiều người, dòng dã nhiều đến 6, 7 ngàn, quảng trường bên ngoài người chỉ là số ít, cuối cùng đành phải hậm hực thối lui. Không thể không nói, Khương Thiếu Hư thủ đoạn so Hầu Hoàng muốn cay độc rất nhiều, căn bản không cần hắn tự mình ra tay, thiên các người liền sẽ tự động phối hợp hắn. Dù sao, chỉ có hắn Khương Thiếu Hư mới có thể dẫn người tiến vào mới mở ra ma quật, hắn không gật đầu, ai cũng vào không được. Người đều là thực tế như vậy, làm cùng bản thân lợi ích mật thiết tương quan lúc, liền sẽ không bao giờ lại bình tĩnh. Cửu U Ma Toan trêu ghẹo một câu. Tiêu Phàm thần sắc như thường, lúc nào tiến vào mới mở ra ma quật, hắn kỳ thật cũng không gấp. Mới mở ra tam tinh ma quật, 10 điểm cuồn cuộn, cũng không phải 1-2 ngày liền có thể tìm xong, hắn hiện tại tốt xấu cũng có được hạ phẩm thánh tôn chiến lực, không nói hoành hành không sợ, nhưng ít ra có rất lớn ưu thế. Không nhao nhao, Khương Thiếu Hư nhàn nhạt nhìn phía dưới yên tĩnh quảng trường, thần sắc vô cùng lạnh lùng, kỳ thật, các ngươi có thể tiếp tục. Đám người trong lòng giận mắng không thôi, nhưng quả thực là một cái dám cũng không dám thả. Lúc này ai nếu như dám đắc tội Khương Thiếu Hư, tuyệt đối sẽ trở thành thiên các tu sĩ công địch. Nhóm đầu tiên trên lý luận 1.000 người, các ngươi có chừng 7.000 người, cho nên chỉ có thể thực lực ưu tiên, nhóm người thứ nhất. Hạ phẩm thánh tôn cảnh ưu tiên. Khương Thiếu Hư thản nhiên nói, hạ phẩm thánh tôn, ra khỏi hàng. Hô hô, vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người bỗng đạp không mà lên, rất nhiều người đều chán phóng hạ phẩm thánh tôn khí thế, xem như chứng minh bản thân thực lực. Nhưng cũng có một số người trà trộn trong đám người, muốn đục nước béo cò. Bất quá quỷ dị chính là, vậy mà không có người chỉ ra chỗ sai bọn họ. Tiêu Phàm, Cửu U Ma Toan, Thí Thần, Tà Vũ cùng Thần Phong nhao nhao đạp không mà lên, bất quá bọn hắn hiển lộ một ít thực lực, liền thu liếm khí thế. Thánh các hạ phẩm thánh tôn cũng không nhiều, chỉ có 600-700 mà thôi, hơn nữa trên cơ bản đều là vừa mới đột phá không lâu. Bằng không mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể được đầy đủ công huân điểm, chém giết đầy đủ nhất tinh ma tôn tiến vào thánh các. Tất nhiên hạ phẩm thánh tôn cảnh, chỉ có 684 người, vậy liền những người này a. Khương Thiếu Hư nhìn xuống vừa mới mắt, cuối cùng mở miệng nói. Đám người phía dưới dĩ nhiên không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể ai cũng không dám mở miệng. Bọn họ nếu như mở miệng, vạn nhất Khương Thiếu Hư cố ý kéo dài thời gian, chẳng phải là đem cái này 684 cái hạ phẩm thánh tôn đều cho làm mất lòng. Cái này Khương Thiếu Hư quả thật có một tay a. Tà Vũ cũng nhìn không được cảm khái nói. Thượng thần thuyền, Khương Thiếu Hư nhàn nhạt vừa quát. Bên cạnh Hầu Hoàng nhẹ nhàng vung lên, một chiếc to lớn thần chu xuất hiện ở hư không, 684 cái hạ phẩm thánh tôn cường giả nhao nhao đạp không mà lên. Phía dưới tu sĩ trong mắt đều là vẻ hâm mộ, bọn họ lại như thế nào không muốn trở thành trong đó một thành viên đây. Một bước trước, từng bước trước, mới mở ra ma quật, khắp nơi đều là cơ duyên, càng sớm đi vào, mặc dù càng nguy hiểm, nhưng có thể có được cơ duyên cũng càng nhiều. Chậm đã, đột nhiên. Không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, lại là Hầu Hoàng đột nhiên thân hình lóe lên, ngăn cản đường đi của hai người. Tựa như là Tiêu Phàm, hắn ngăn lại Tiêu Phàm cùng hắn thuộc hạ làm cái gì? Đám người trong nháy mắt nhận ra bị ngăn lại người, chính là Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm khoảng thời gian này quá nổi danh, không chỉ danh dương địa các, không ngớt các không ít tu sĩ đều biết. Tiêu Phàm đúng không? Hầu Hoàng vẻ mặt hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm, nghiền ngẫm cười nói. Ngươi cũng không phải hạ phẩm thánh tôn, còn có, hắn cũng không phải. Tiêu Phàm nhíu mày, khí tức trên thân của hắn còn có chút bất ổn, Long Vân cùng Tà Vũ đều có thể liếc mắt nhìn ra đến, hắn cũng không tin Hầu Hoàng nhìn không ra. Cho dù hắn không phải chân chính thánh tôn cảnh, nhưng ở trận hạ phẩm thánh tôn, chỉ ít có một nửa giống như hắn, đều là không có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Hầu Hoàng những người khác không ngăn trở, hết lần này tới lần khác ngăn cản bản thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhíu mày, Hầu Hoàng cố ý cho Tiêu Phàm truyền âm nói, tiểu tử, ta liền là không muốn nhường ngươi đi vào trước, ngươi lại như thế nào?
Hầu Hoàng trên mặt mang từng tia hí ngược, hắn từ bên trên quan sát Tiêu Phàm, dường như lại nhìn một con kiến hôi. Khương Thiếu Hư đám người thấy thế, vẻn vẹn nhíu mày một cái, thuận tiện tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, hiển nhiên là công nhận Hầu Hoàng cử động. Tiêu Phàm nghe được Hầu Hoàng mà nói, cũng không tức giận, ngược lại mang theo một tia vẻ đăm chiêu, người xác định. Tiêu Phàm, người đột phá đến thánh tôn cảnh, nếu như không phải, xin đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Không sai, cũng không thể bởi vì các ngươi một hai người, sẽ trở ngại chúng ta 600-700 người thời gian a, huống chi, ngươi lại không là không vào được, nhóm thứ hai đi vào cũng được. Đi xuống đi, không nên lãng phí chúng ta thời gian. Không đợi Hầu Hoàng mở miệng, những người khác nhao nhao kêu lên, Hầu Hoàng nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, không cần hắn ngăn cản, những người khác sẽ ngăn cản Tiêu Phàm tiến vào. Nhưng mà, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ như thường, không có nửa điểm biến hóa. Một bên Tà Vũ cũng trên mặt lấy nụ cười, tựa như ở cho Tiêu Phàm truyền âm, không biết lại nói cái gì. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm sau khi nghe xong, cười càng hơn. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hầu Hoàng, lại quét bốn phía tu sĩ, căn bản không có ý rời đi, ngược lại nói, Hầu Hoàng, người thằng ngu này, vẫn là trước sau như một ngu xuẩn a. Người tự tìm cái chết. Hầu Hoàng vốn cho là Tiêu Phàm sẽ biết khó mà lui, coi như Tiêu Phàm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám cùng 600-700 thiên các tu sĩ là địch mới đúng. Nhưng Tiêu Phàm tùy tiện cùng Cường Hoành hoàn toàn vượt quá hắn bất ngờ, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn ngu xuẩn. Nói xong, Hầu Hoàng lấy tay hóa thành một cái móng vuốt giận vung mà ra, một lời không hợp cùng xuất thủ đả thương người. Nhưng mà lần này, Tiêu Phàm lại chưa từng lui ra phía sau nửa phần. Ngược lại một bước tiến lên, đồng thời vận chuyển thể nội ba cái nguyên tuyền, thúc dục vô thượng kim thân đệ nhất đoán, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ ở hắn là trên nắm tay. Hầu Hoàng bỗng cảm nhận được một cỗ bá đạo lực lượng, sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa gia tăng mấy phần khí lực. Hắn thấy, một chảo này, đã đủ để cho Tiêu Phàm máu thịt be bét, mất đi sức chiến đấu. Dù sao, nửa năm trước đó, Tiêu Phàm cũng mới bất quá thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Hiện tại có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây? Dù cho Tiêu Phàm từng tiến vào tinh nguyên động thiên, nhưng Hầu Hoàng cũng có hiểu biết, tinh nguyên động thiên nhưng không có đã từng thần kỳ như vậy. Trước kia đi vào người, mỗi người đều có thể đột phá hạ phẩm thánh tôn cảnh, mà lần này, vẻn vẹn có mấy người đột phá mà thôi, mấy người kia còn chưa hẳn bao quát Tiêu Phàm đây. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm nắm đấm rơi ở trên người hắn lúc, Hầu Hoàng liền không nghĩ như vậy. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, quyền trưởng trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra tinh thần va chạm năng lượng uy áp, chấn động đến chung quanh không ít người màng nhĩ phát run. Sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Hầu Hoàng cánh tay trực tiếp xuyên qua đầu vai của hắn, sau đó phịch một tiếng nổ tung. Hầu Hoàng thân thể càng là tựa như tia chớp bay ngược mà ra, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tê không ít người hít một hơi lạnh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong đầu của bọn họ đột nhiên nghĩ tới Hầu Hoàng vừa rồi quát lớn Tiêu Phàm lời nói, Tiêu Phàm không phải thánh tôn cảnh. Người Hầu Hoàng thế nhưng là đã sớm đột phá hạ phẩm thánh tôn a, bây giờ lại liền một cái thánh đế cảnh đều đánh không lại, người còn không biết xấu hổ ngăn cản người khác. Người còn muốn mặt sao? Khương Thiếu Hư con người bỗng nhiên co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lực lượng vậy mà như thế bá đạo, đây chính là Hầu Hoàng. Cùng giai bên trong thiên tài. Xem như Hầu Hoàng lão đại, Khương Thiếu Hư cơ hồ là hiểu rõ nhất Hầu Hoàng thực lực người, Hầu Hoàng thế nhưng là đến gần vô hạn trung phẩm thánh tôn a, dù cho đối chiến chân chính trung phẩm thánh tôn, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng cường đại như Hầu Hoàng, vẫn như cũ bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén. Một cái khôi ngô nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Chuẩn bị thẳng hướng Tiêu Phàm, bất quá lại bị Khương Thiếu Hư đưa tay ngăn lại. Đánh lén, Tiêu Phàm tựa như nghe được buồn cười nhất lời nói, thản nhiên nói, ai xuất thủ trước, nơi này nhiều như vậy ánh mắt đều tận mắt thấy, người coi tất cả mọi người mù sao. Nam tử khôi ngô phẫn nộ thời khắc, nhưng bốn phía tu sĩ lại làm sao không giận đây. Tiêu Phàm nhìn như đang mắng nam tử khôi ngô, trên thực tế cũng là đang mắng bọn hắn a. Vừa mới Hầu Hoàng ngăn cản hắn thời điểm,
không ai đi ra nói đỡ cho hắn, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cho là hắn Tiêu Phàm không có đột phá thánh tôn cảnh, không phải mù thì là cái gì chứ? Dừng một chút, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Khương Thiếu Hư, cười nói, hiện tại, ta bằng vào ta thực lực chứng minh, ta là có thể trở thành nhóm đầu tiên đúng không? Khương Thiếu Hư không nói, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm cho nhìn thấu. Đương nhiên, các ngươi muốn tiếp tục cho là ta không có đột phá thánh tôn cảnh cũng được, chỉ là ta thật không biết, một cái liền thánh đế cảnh cũng không bằng người, lại là làm sao có tư cách tiến vào thánh các. Tiêu Phàm vừa cười bổ sung một câu. Lời này vừa nói ra, Khương Thiếu Hư bọn hắn sắc mặt trở nên khó nhìn lên, thế nhưng là lại không biết làm sao phản bác. Hầu Hoàng bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay một màn đang ở trước mắt đây, nếu như Tiêu Phàm không có đột phá thánh tôn cảnh, há chẳng phải là nói rõ Hầu Hoàng liền thiên các tu sĩ cũng không bằng. Một cái liền thiên các tu sĩ cũng không bằng người, lại có tư cách gì tiến vào thánh các đây, kháo tẩu cửa sau sao? Cho dù ngươi đột phá thánh tôn cảnh lại như thế nào, ngươi cái kia cấp dưới, vẫn không có tư cách nhóm đầu tiên tiến vào. Cái kia nam tử khôi ngô đứng ra, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Trong đám người không ít tu sĩ thế nhưng là hận không thể Tiêu Phàm cùng Khương Thiếu Hư bọn họ ra tay đánh nhau, tỉ như Đế Thái Ất, Đế Tử Phi đám người. Địa các thi đấu bị Tiêu Phàm đánh bại, trong lòng bọn họ vẫn như cũ cực kỳ không cam lòng, thế nhưng là lại không thể ở trong này động thủ, nhưng Khương Thiếu Hư bọn họ lại hoàn toàn không giống. Coi như đem Tiêu Phàm đánh trọng thương, cũng đều có thể nói Tiêu Phàm quấy nhiễu trật tự. Ngươi là nói ta sao? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, một bên Thần Phong đột nhiên tiến lên một bước, sau một khắc, để Tiêu Phàm đều kinh hãi chính là, Thần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cỗ khí thế kia, để Khương Thiếu Hư bọn người kinh hãi không thôi. Hạ phẩm thánh tôn, không, ít nhất là trung phẩm thánh tôn, hắn không phải Tiêu Phàm thuộc hạ sao, hơn nữa trước đó tán phát khí tức, rõ ràng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh A, làm sao đột nhiên trở thành trung phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn nội tâm vừa mới cũng đang lo lắng, về sau còn muốn hay không dùng đệ lục thần vệ doanh đây. Hắn không nghĩ tới, Thần Phong vậy mà sớm đã đột phá đến thánh tôn cảnh. Hơn nữa, hắn khí tức trên thân cực kỳ bình ổn, hiển nhiên không phải vừa mới đột phá thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Thần Phong một cái, sau đó cười nhìn lấy Khương Thiếu Hư đám người nói, ngươi là nói hắn không có tư cách sao? Nam tử khôi ngô sắc mặt đỏ bừng lên, lại cũng nghẹn không ra một câu. Thần Phong tán phát khí tức, so với hắn cũng mạnh hơn, nếu như Thần Phong cũng không thể nhóm đầu tiên, ở đây lại có bao nhiêu người có thể đủ nhóm đầu tiên đi vào. Các ngươi có thể đi vào. Thật lâu, Khương Thiếu Hư hít sâu một cái nói, hắn biết rõ, hôm nay hắn người mất mặt là ném định, tiếp tục giữ lại Tiêu Phàm bọn họ, chỉ có thể càng mất thể diện hơn. Nói xong. Khương Thiếu Hư cho rằng Tiêu Phàm bọn họ sẽ rời đi, có thể để hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm đám người đứng ở đó không nhúc nhích. Bất động, chẳng lẽ bọn họ còn muốn để cho mình càng khó coi hơn hay sao? Nghĩ vậy, Khương Thiếu Hư trực tiếp vung tay lên, quát khẽ, đã đến giờ, nhóm người thứ nhất leo lên thần chu, tốc độ tiến về ma quật. Chậm đã, liền khi nhóm đầu tiên hơn 600 người chuẩn bị đạp vào thần chu thời khắc, một đạo không quá hòa hài thanh âm vang lên. Lại là Tà Vũ đột nhiên nhanh chóng thoáng hiện, thân hình đã xuất hiện ở thần chu phía trên. Ở trong tay của hắn, cầm một mai đặc thù lệnh bài, phần lớn người không biết vì sao, nhưng có một ít bối cảnh bất phàm người, lại là con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Nhất là Khương Thiếu Hư đám người, bọn hắn sắc mặt càng là đen kịt hết sức, so ăn chuột chết còn khó nhìn hơn. Ta chính thức thông chi tất cả mọi người tại chỗ. Chiếc này thần chu, bị trưng dụng. Tà Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại là cho người ta một loại không thể phủ định cảm giác. Dựa vào cái gì, thực sự là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta biết ngươi, nghe nói ngươi sư tôn là vạn năm trước đại danh đỉnh đỉnh tà thần, nhưng nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Đám người phía dưới tức giận hướng về Tà Vũ, tựa như tùy thời có thể động thủ một dạng. Ngược lại là những cái kia gia cảnh cùng bối cảnh bất phàm người, tất cả đều cúi đầu, xem như cái gì cũng không thấy. Bọn họ quá rõ ràng Tà Vũ trong tay lệnh bài kia uy lực, đây chính là đại biểu cho thủ hộ thần điện A. Mặc dù chỉ là tiến vào thủ hộ thần điện tư cách lệnh bài, nhưng là,
lệnh bài này cũng không phải bọn họ có thể phản kháng, cho dù là thiên hoang thần các cao tầng, cũng phải kính sợ ba phần. Khương Thiếu Hư nghe lệnh, Tà Vũ lười nhác nhìn nhiều những người này một cái, ngược lại nhìn về phía Khương Thiếu Hư. Đám người mặt coi thường nhìn xem Tà Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một khối phá lệnh bài, liền muốn hiệu lệnh Khương Thiếu Hư. Khương Thiếu Hư thế nhưng là thánh các người, hơn nữa còn là Khương gia thiên tài, dù cho thánh các cao tầng muốn mệnh lệnh hắn, cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng mà một khắc sau, để ở đây tu sĩ mắt trợn tròn chính là, Khương Thiếu Hư cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp khom người bái nói, Khương Thiếu Hư ở đây. Ai nếu dám cản trở bản tôn đồ ma, lợi dụng phản bội thiên hoang tội xử trí. Tà Vũ thần sắc đạm mạc nói, nhìn về phía dưới thiên hoang tu sĩ, như nhìn đồ đần một dạng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy kinh ngạc đây? Có phải hay không không phục lắm đây? Trong lòng có phải rất là khó chịu hay không đây? Ta liền là muốn để cho các ngươi kinh ngạc, để cho các ngươi không phục nhưng lại không làm gì được ta, rất dáng vẻ khó chịu. Là, Khương Thiếu Hư thở sâu đáp, sau đó mang theo bên cạnh hắn mấy người lách mình xuất hiện ở thần chu bên bờ. Cầm trong tay vũ khí, thật làm xong muốn đại khai sát giới cảm giác. Chẳng lẽ bọn họ thực có can đảm ở thiên các đối bọn hắn động thủ? Nhìn Khương Thiếu Hư tư thế, đó là thật dám a. Khương Thiếu Hư, các ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta trước tiến về mới mở ra ma quật. Tà Vũ cười lớn một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm bọn họ vẫy vẫy tay. Tiêu Phàm mấy người không do dự, lách mình xuất hiện ở thần chu phía trên. Bái bái. Mọi người sau này còn gặp lại, Tà Vũ hướng về phía dưới tu sĩ tiện tiện cười một tiếng, phất phất tay nói. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần chu rời đi. Có ít người nghĩ đến để Tà Vũ nhân tiện bọn họ tiến vào ma quật, có thể lời đến khóe miệng vẫn là nói không nên lời. Vừa rồi Tiêu Phàm cùng thần phong bị ngăn lại thời điểm, bọn họ đều là trước tiên đứng ra quát lớn a. Hiện tại lại có gì mặt mũi để Tiêu Phàm bọn họ mang đoạn đường đây? Chỉ chốc lát sau, Tà Vũ bọn họ khống chế thần chu biến mất, lúc này mới có người lấy lại tinh thần, lệnh bài kia là cái gì, làm sao liền Khương Thiếu Hư bọn họ đều muốn nghe lời. Đó là thủ hộ thần điện tư cách lệnh bài, có thể đại biểu thủ hộ thần điện. Có đại gia tộc tu sĩ giải thích nói. Cái gì là thủ hộ thần điện? Lại có người nghi ngờ nói. Những cái kia con em đại gia tộc lập tức rơi vào trong trầm mặc, bọn họ dĩ nhiên biết rõ, nhưng lại không có ý giải thích. Rất nhiều tu sĩ nội tâm hối hận không thôi, sớm biết mình không muốn bỏ đá xuống giếng, cuối cùng xui xẻo lại là bản thân. Nếu như mình có thể trước tiên đứng ra giúp Tiêu Phàm bọn họ nói một hai câu, đoán chừng đã nhanh muốn đi vào ma quật rồi a. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Đang lúc toàn trường yên lặng thời điểm, gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, cũng là bị Tiêu Phàm đánh bay Hầu Hoàng. Đám người nhìn thấy Hầu Hoàng thời khắc, dường như cừu hận rốt cục có địa phương phát tiết, không ít người nắm quả đấm một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Nếu như không phải Hầu Hoàng ngăn cản Tiêu Phàm, bọn họ nhóm người thứ nhất đã bước lên tiến vào ma quật lộ trình A. Chẳng biết tại sao, bọn họ không có hận Tiêu Phàm. Ngược lại càng hận hơn Hầu Hoàng cái này kẻ khởi xướng. Hầu Hoàng vẻ mặt mộng bức, không biết mình đã trở thành công địch. Mà Tiêu Phàm bọn họ, lại là ngồi thần chu nhanh chóng rời đi thiên hoang thần thành, hướng về truyền tống các vị trí bay đi. Tà Vũ, ngươi sẽ không sợ bị người ghi hận sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Tà Vũ lúc ấy nói hắn dùng thủ hộ thần điện tư cách lệnh bài tùy thời có thể tiến vào mới mở ra ma quật thời điểm. Hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có sử dụng ý tứ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tà Vũ vậy mà thật dùng, hơn nữa còn ôm cùng nhiều người như vậy là địch phong hiểm. Ngươi sẽ sợ sao? Tà Vũ nhún nhún vai, nói ta sẽ không sợ những người này, ngược lại sợ bản thân nội tâm khó chịu, hiện tại thanh tịnh, tốt bao nhiêu. Dứt lời, Tà Vũ trực tiếp ở bong thuyền nằm xuống. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Tà Vũ hay là cái kia cái không sợ trời không sợ đất Tà Vũ, bất quá lại nói trở về, hắn nội tâm cũng quả thật có chút thoải mái. Không bao lâu, thần chu giáng lâm truyền tống các, có người sớm đã đợi đến đối thủ, chuẩn bị đem cả chiếc thần chu đều truyền tống đi qua. Thế nhưng là, làm truyền tống nhân viên nhìn thấy thần chu phía trên có chừng mấy người lúc, không khỏi trợn tròn mắt. Người đâu,
Truyền tống nhân viên nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, thiên các người chẳng lẽ đều sợ chết sao, liền mới mở ra ma quật đều không dám vào. Phải biết, bình thường nếu là có mới mở ra ma quật, thiên các tu sĩ thế nhưng là như cá giết sang sông A. Chúng ta là nhóm đầu tiên, đằng sau còn có hai nhóm, đoán chừng người sẽ thêm một điểm. Tà Vũ cười ha hả nói, không thèm để ý chút nào thần chu mang theo bản thân những người này có chút lãng phí tài nguyên. Vậy các ngươi đi vào trước, truyền tống nhân viên bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tuân theo quá trình đi. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm bọn họ liên thông cả chiếc thần chu đều bị đưa tới truyền tống ngọc đài, truyền tống trận khởi động, hô một tiếng, Tiêu Phàm bọn họ liền biến mất ở thiên hoang. Cũng không biết qua bao lâu, đám người lần nữa lấy lại tinh thần, đã là một chỗ cực kỳ hoang vu sa mạc phía trên. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là cát vàng, một sợi ánh tà chiếu xuống, càng là đem vùng sa mạc này nhuộm thành kim hoàng sắc, kim bích huy hoàng. Phía trước cách đó không xa, có một mảnh cổ lão kiến trúc, đó là một mảnh cung điện. Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào một mảnh quảng trường phía trên, nơi đó đã tụ tập có không ít tu sĩ, hư không có một màn ánh sáng, giống như liên y một dạng chấn động không ngừng. Một chút tu sĩ không chút do dự đạp không mà lên, xông vào màn sáng bên trong, bất quá màn sáng càng ngày càng mờ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng lại. Đi mau! Tà Vũ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng màn sáng. Tiêu Phàm mấy người hành động rất nhanh, lấy ra lệnh bài thân phận nghiệm chứng thân phận về sau, liền ở truyền tống màn sáng đóng lại trước đó vọt vào. Oanh, xuyên qua truyền tống thông đạo, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà đến, bầu trời rung động, đại địa băng liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chiến trường. Cách bọn họ gần nhất thì có 40, 50 người chém giết. Từng cái đều là thánh tôn cảnh, hung uy vô hạn, đánh thiên băng địa liệt, cực kỳ kinh khủng. Vô số máu me tung tóe tứ phương, phía dưới cát vàng đều bị nhuộm thành huyết sắc, cho người ta một loại huyết tinh cảm giác. Nhóm đầu tiên tiến vào ma quật, dĩ nhiên có cơ duyên, nhưng càng nhiều hơn chính là phong hiểm. Đương nhiên, thiên hoang đại bộ phận tu sĩ đã thành thói quen, ở thiên hoang có đôi khi liều đúng là vận khí. Vận khí tốt. Chiếm được đầy đủ cơ duyên liền có thể nhanh chóng cường đại lên. Vận khí không tốt, khả năng một mệnh ô hô. Cẩn thận, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc phun ra mấy chữ, sau đó một bước vượt qua ra ngoài. Cách đó không xa, mấy đầu dị ma điên cuồng hướng về bọn họ vị trí đánh giết mà tới, bọn chúng biểu tình vẻ hung ác, mặc dù không có trí tuệ, nhưng cho người ta một loại cực kỳ hung lệ cùng cường đại cảm giác. Ầm ầm. Còn không chờ bọn hắn tới gần Tiêu Phàm bọn họ, Tiêu Phàm cũng đã chủ động xuất kích, từng quyền ném ra, hư không truyền đến từng tiếng nổ vang, dị ma toàn bộ nổ tung, không có một cái nào có thể thừa nhận được hắn một quyền. Lão đại, người tu luyện ra vô thượng kim thân, chạy tới thí thần cảm nhận được Tiêu Phàm nhục thân ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, không khỏi kinh hô không thôi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trước đó một đòn đánh bay hầu hoàng. Hắn còn không có thăm dò ra điểm mấu chốt của mình, hôm nay vừa vặn có cái này đồ ma nhiệm vụ, có thể giết thống khoái. Tiêu Phàm, tận lực giữ lại chút thực lực, mới mở ra ma quật, dị ma có thể so với chúng ta sớm tiến đến nửa tháng tả hữu, hiện tại khắp nơi đều là dị ma, nhất là cửa vào này, tức thì bị dị ma giữ vững, bọn họ sẽ không để cho chúng ta tùy tiện xây thành trì. Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta nghe nói, ma quật trưởng khống quyền, cuối cùng khống chế ở trong tay ai, là muốn nhìn công huân điểm. Tiêu Phàm tư duy giống như thiên mã hành không, đã nghĩ tới một vấn đề khác. Thiên hoang thần các nhiều người như vậy, những cái kia gia tộc mới bao nhiêu người, liều công huân điểm làm sao liều qua thiên hoang thần các. Thí thần chen lời nói. Tiêu Phàm cũng là hoài nghi như vậy, huống chi, nếu như chỉ nhìn công huân điểm mà nói. Cái kia trực tiếp mang một chút mệnh ma thạch tiến đến, không được sao. Công huân điểm chỉ là một cái phương diện. Tà Vũ nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng bọn họ nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta từ tiến vào một khắc kia trở đi, càn khôn giới cùng thể nội thế giới liền đã không mở được, muốn gian lận là không thể nào. Tiêu Phàm cùng thí thần bọn họ thử một phen, thật đúng là chuyện như thế, bọn họ không thể sử dụng bản thân càn khôn giới cùng thể nội thế giới. Mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ kinh ngạc, bọn họ làm sao không biết,
đây là có đại năng đem cả vùng không gian đều phong tỏa đây. Dừng một chút, Tà Vũ lại nói, hơn nữa, cho dù là thiên hoang thần các người, cũng không nhất định sẽ thật đại biểu thiên hoang thần các. Các người biết rõ, vì sao thiên các, thậm chí địa các tu sĩ đều như vậy hứng thú với mới mở ra ma quật sao? Vì sao? Thí thần không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu lại là nhanh chóng trầm tư, đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng, thần sắc lập tức trở nên càng ngưng trọng lên. Các ngươi cho rằng là vì cơ duyên? Tà Vũ khẽ cười một tiếng, mới mở ra ma quật quả thật có cơ duyên, có thể vào người có bao nhiêu, làm sao cũng có hơn vạn rồi a, lại làm sao có thể mỗi người đều đụng đây? Tà Vũ lời nói rất trực bạch, cũng rất trào phúng, nhưng đạo lý cũng rất đơn giản. Nếu như trên đời này thật có nhiều như vậy cơ duyên, như thế nào lại có nhiều người như vậy đình trệ ở thánh đế cảnh đây? Mệnh ma thạch là đồ tốt a. Tà Vũ thật dài thở dài, nói thiên hoang thần các tu sĩ chiếm được mệnh ma thạch, là có thể bán cho mặt khác gia tộc. Đối địa các cùng thiên các tu sĩ mà nói, bình thường một khối nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch, chỉ có thể đổi lấy 10 vạn công huân điểm, hiểu mà ở nơi này, lại có thể đổi lấy 15 vạn, thậm chí 20 vạn, 30 vạn, đương nhiên, không nhất định là đổi lấy công huân điểm, cũng có thể là tài nguyên tu luyện. Nói đến đây, Tiêu Phàm bọn họ sáng tỏ thông suốt. Hóa ra đồ ma nhiệm vụ, kỳ thật chủ yếu nhất là thiên hoang thần các cùng các đại gia tộc ở giữa đánh cờ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Thông minh, Tà Vũ vỗ tay phát ra tiếng, nói cho nên các ngươi không nên cảm thấy thiên hoang thần các nhiều người, liền nhất định sẽ lấy được trưởng khống quyền, coi như chúng ta đem mệnh ma thạch bán cho người khác, thiên hoang thần các cũng không nhất định biết rõ, không phải sao. Nói đến đây, Tà Vũ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Không thể không nói, Tiêu Phàm thật là có quyết định này, thiên hoang thần các không chút đem bọn hắn để vào mắt, bọn họ lại có cần gì phải đem thiên hoang thần các để vào mắt đây. Còn không bằng cùng các đại gia tộc giao dịch, đổi lấy càng thêm thực chất lợi ích. Nếu là lúc trước, ta không ngăn cản ngươi, Tà Vũ thần sắc nghiêm lại, nói, nhưng là bây giờ, chúng ta tốt xấu cũng coi là thiên hoang thần các người, mệnh ma thạch tự nhiên là không thể bán cho mặt khác gia tộc. Tiêu Phàm thở sâu. Tà Vũ mà nói giống như một đạo tiếng sấm đem hắn bừng tỉnh. Đúng vậy a, hắn mình bây giờ tốt xấu cũng coi là danh nhân rồi, thế nhưng là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu như không chút kiêng kỵ đem mệnh ma thạch cho gia tộc khác, cái này cùng bán rẻ thiên hoang thần các có gì khác biệt. Mà những cái kia hạng người vô danh ngược lại khác biệt, bọn họ căn bản không vào một ít người pháp nhãn. Người nói trừ bỏ công huân điểm bên ngoài, ma quật rơi vào trong tay ai? Còn cùng cái gì có quan hệ? Tiêu Phàm lại hỏi. Tà Vũ chỉ thiên, nhún nhún vai nói, cao tầng đánh cờ, không phải là chúng ta có thể quan tâm, bất quá đối chúng ta mà nói, thu hoạch càng nhiều mệnh ma thạch, liền xem như không có chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể giữ vững nơi này, một khi nơi đây bị công hãm, đừng nói cái gì cầu thí cơ duyên, có thể hay không rời đi hay là ẩn số đây. Tà Vũ thấp giọng nổi giận mắng. Tiêu Phàm nhặt lên vừa rồi chém giết dị ma mệnh ma thạch, thiên hoang cao tầng ở giữa đánh cờ, hắn hiện tại còn chưa có tư cách giải quyết tranh chấp tham dự, thật sự là hắn thực lực quá thấp. Một cái tam tinh ma quật, đều có thể muốn mệnh của hắn. Phải biết, ma quật cấp bậc cao nhất thế nhưng là cửu tinh, ở cấp độ kia cường giả trước mặt, đoán chừng một hơi, liền có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra tu la kiếm. Hắn cũng không muốn làm sao nghiệm chứng thực lực của mình, bậc này loạn chiến, có thể sống sót mới là vương đạo. Liền tại bọn hắn trao đổi nháy mắt, lại có càng ngày càng nhiều dị ma mãnh liệt mà đến. Cát vàng đầy trời, bụi bặm cuồn cuộn. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn phía xa nguyên một đám tu sĩ ngã xuống, chết ở dị ma ma chảo phía dưới. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là cơ duyên, hoàn toàn chính là dùng mệnh chồng chất đi ra. Cho dù chính hắn, cũng phải dùng tính mệnh đi liều. Như Tà Vũ nói tới, bọn họ hiện tại nhất định phải giữ vững dưới chân mảnh đất này, mà đầu tiên cần phải làm là đem dị ma đuổi ra ngoài, cũng thành lập thành trì. Giết đi, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, phóng ra bộ pháp, xách ngược lấy tu la kiếm giết tới. Tiêu Phàm rút kiếm, trong nháy mắt tiến nhập một loại vô ngã trạng thái. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng hướng dị ma nhiều nhất địa phương,
cái này cũng đem Tả Vũ bọn họ đều dọa cho phát sợ. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tự sát đây. Phốc, Tiêu Phàm vũ động kiếm trong tay, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp đem một cái nhất tinh ma tôn cho xé thành mảnh nhỏ, hắc sắc huyết vũ vẩy ra tứ phương. Nhưng mà, hắn không có ngừng lại chốc lát, cũng không cho phép hắn dừng lại, nơi này dị ma số lượng thực sự nhiều lắm. Giết, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng, con người càng là không có bất kỳ cái gì tình cảm, trong tay kiếm càng lúc càng nhanh, mỗi một lần rút kiếm, đều chí ít sẽ có một tôn dị ma bị hắn chém giết. Bất quá đám người không phát hiện là, phàm là Tiêu Phàm chém giết dị ma, chưa từng có một cái có thể một lần nữa phục sinh. Người nọ là ai, rõ ràng không có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, vậy mà chém giết nhất tinh ma tôn như cắt cỏ. Tiêu Phàm cử động, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý. Thật sự là hắn xuất thủ quá nhanh, rõ ràng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, chém giết nhất tinh ma tôn lại như cắt cỏ. Nếu như hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đám người cũng liền thành thói quen, dù sao chém giết cùng giai như cắt cỏ thiên tài, thiên hoang khắp nơi đều là. Nhưng là, Tiêu Phàm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, coi như không phải thật chính hạ phẩm thánh tôn, hắn chém giết hạ phẩm thánh tôn, lại là vượt giai nghịch phạt. Không biết, đoán chừng là không nổi danh, cũng có thể là bế quan thời gian quá dài, vừa mới xuất quan. Có người lắc đầu nói nhỏ, không biết Tiêu Phàm là từ đâu nhô ra cường giả. Ta nhìn thấy hắn, tựa như là cùng Tà Vũ cùng đi. Lại có người trầm giọng quát. Tà Vũ, tên của hắn có lẽ không được tốt lắm vang dội, nhưng hắn sư tôn danh tiếng lại là thiên hoang nhân vật phong vân. Lúc trước Tà Thần sớm đem Tà Vũ ném vào thiên hoang, không chỉ có đi dạo thiên hoang, ngay cả cái kia tam đại thế tộc cũng lăn lộn cái quen mặt, không ít người vẫn là biết hắn. Chỉ bất quá. Bọn họ không phải là bởi vì Tà Vũ tự thân danh khí mới nhớ kỹ mặt mũi của hắn, mà là bởi vì hắn sư tôn. Dù sao, vạn nhất ngày nào đó gặp được Tà Vũ, bản thân không cẩn thận giết hắn, vậy nhưng chịu không nổi. Tiêu Phàm gia hỏa này, đây cũng quá mãnh liệt rồi a. Cho dù Tà Vũ cũng là kinh ngạc Tiêu Phàm sức chiến đấu. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm chém giết mấy chục gần trăm cái dị ma, khí tức trên thân vẫn như cũ bình ổn hết sức. Không có biến hóa chút nào, hắn một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Điểm này, cho dù hắn Tà Vũ cũng cảm thấy không bằng. Cho dù có được hai cái nguyên tuyền, thậm chí ba cái nguyên tuyền, người bình thường nguyên lực tạo ra là không thể nào theo kịp nguyên lực tiêu hao. Nhưng Tiêu Phàm hết lần này tới lần khác nhìn qua không có bất kỳ cái gì tiêu hao, cái này khiến Tà Vũ làm sao không khiếp sợ đây. Thí thần lại là tựa như sớm đã thành thói quen Tiêu Phàm loại trạng thái này. Đột nhiên cười nhìn lấy Thần Phong nói, Thần Phong, ngươi chừng nào thì đột phá thánh tôn cảnh. Tộc trưởng sau khi đột phá, ta liền có thể giải trừ một đạo phong ấn. Thần Phong lười biếng trả lời. Phong ấn, thí thần dường như bắt được trọng điểm, ánh mắt lóe lên đến mấy lần, mới nói, ngươi là nói, lão đại đột phá, ngươi liền có thể trở nên mạnh hơn, nói như vậy, ngươi cùng ma toan là giống nhau. Cửu U ma toan nhíu mày. Hắn không thích bản thân cùng những người khác một dạng. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được Thần Phong trên người khác biệt, dường như có một loại cực kỳ quỷ dị phong ấn hắn lực lượng. Hơn nữa, loại này lực lượng, ẩn ẩn cùng Tiêu Phàm có cực lớn quan hệ, chỉ là hắn bây giờ thực lực rơi xuống, nhìn không phải rất rõ ràng. Chúng ta không giống nhau. Thần Phong một đòn đánh bay một cái dị ma, 10 điểm bình thản hồi đáp. Thậm chí đều không nhìn Cửu U Ma Toan một cái. Dù cho đi theo Tiêu Phàm có một chút năm tháng, Thần Phong vẫn như cũ 10 điểm ngạo khí. Làm sao không giống, thí thần có chút hiếu kỳ, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nghe nói như thế, Thần Phong lúc này mới nhìn thoáng qua Cửu U Ma Toan, con người bên trong lộ ra thần sắc quái dị, nói, hắn là tu vi rơi xuống, muốn mạnh lên, không chỉ có muốn tộc trưởng đột phá. Hơn nữa hắn bản thân cũng phải đột phá. Mà ta, nói đến đây, Thần Phong dừng một chút, chỉ cần tộc trưởng đột phá tu vi, ta liền đi theo đột phá. Thí thần trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thần Phong nói cách khác, lão đại nếu như đột phá thiên tôn, người cũng có thể đột phá thiên tôn. Tà Vũ cùng Cửu U Ma Toan nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu thật là dạng này, cái kia Thần Phong thực lực lại là biết bao khủng bố. Nhưng mà, Thần Phong cũng không trả lời thí thần lời nói, mà là hướng về Tiêu Phàm dựa vào,
không ngừng đánh bay dị ma. Thí thần cũng không tức giận, ngược lại tay phải nâng cằm lên nói, ta nhớ được loại này thủ đoạn có một cái tên tới, tựa như là hồn du thiên ngoại. Mù mấy cái kéo, cửu u ma toan khinh thường nói, quay người cũng xông hướng dị ma. Lại nói Tiêu Phàm nhanh chóng giết địch, rất nhanh liền chém giết 100.200 dị ma, vừa lúc nghe được thí thần lời của bọn hắn, trong lòng lại là hơi hơi sáng lên. Nếu như thần phong có thể đi theo hắn đột phá, cái kia đệ lục thần vệ doanh, thời khắc đều có thể cho mình sử dụng a. Bằng không, hắn đột phá cao hơn tu vi, đắc tội nhất định là địch nhân cường đại hơn, nếu là thần phong bọn họ như trước vẫn là bán bộ thánh tôn cảnh, vậy liền không chơi được. Bất quá, hắn nội tâm cũng 10 điểm kinh ngạc, không hổ là tu la tổ ma, lại có loại này thủ đoạn phong ấn thần ma vệ lực lượng. Có vẻ như luân hồi phong cấm thần thông có khả năng làm đến điểm này. Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, bất quá lại rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ. Luân hồi phong cấm phong ấn sức mạnh của một người rất bình thường, nhưng nếu muốn phong cấm rất nhiều người lực lượng, còn muốn cùng nào đó tu vi cá nhân có liên quan, cái kia là không thể nào làm được. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối tu la tổ ma càng ngày càng kính sợ lên. Tiêu Phàm vừa nghĩ, một bên giết địch, chỉ chốc lát sau, cát vàng cuối cùng lại có không ít dị ma đánh tới. Lần này đánh tới dị ma, vậy mà toàn thân vàng óng, còn như đúc bằng vàng ròng. Xa xa nhìn tới, liên miên, chói lọi chói mắt, kim quang lóng lánh, đâm đến người con ngươi đều có chút không mở ra được. Mọi người cẩn thận, đó là hoàng kim cốt ma, yếu nhất đều là nhất tinh ma tôn, mạnh nhất là tam tinh ma tôn. Có người giống to không thôi, thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi. Hoàng kim cốt ma, rất nhiều người nghe được cái này danh tự, không khỏi hít một hơi lạnh. Xem như thiên hoang người, lại tại sao có thể không hiểu rõ dị ma đây? Cái này hoàng kim cốt ma, tuyệt đối là dị ma bên trong cực kỳ cường đại một loại, nhìn đi lên kim quang lóng lánh, cùng dị ma hoàn toàn không vào đề. Hơn nữa, hắn đầu khớp xương trình độ cứng cáp, đã đến gần vô hạn vô thượng kim thân một rèn, thông thường tôn giai pháp bảo cũng chưa chắc có thể phá mở. Nhìn số lượng này, chí ít cũng có hơn mấy ngàn a. Nha, dị ma một phương xem ra là thật bỏ hết cả tiền vốn. Tà Vũ cũng nhịn không được giận mắng không thôi. Một cái tam tinh ma quật mà thôi, vậy mà phái ra hoàng kim cốt ma. Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, bất quá ta hoài nghi, những cái này hoàng kim cốt ma vô cùng có khả năng chính là mảnh này cát vàng địa phương đản sinh. Có lẽ thời kỳ thượng cổ, mảnh này cát vàng địa phương cũng là cực kỳ đặc thù chiến trường. Tà Vũ cũng đồng ý Tiêu Phàm phỏng đoán, ngay sau đó đột nhiên cười tà nói, nếu không thử xem ai giết nhiều. Tốt, Tiêu Phàm cười cười, lật ra bàn tay, tu la kiếm biến mất, lại đờ đẫn là một chuôi kim quang lóng lánh cốt đao. Chân trời, cát vàng đầy trời, nhấc lên vô số bụi bặm, hư không cùng đại địa chấn chiến không thôi. Mắt thấy vô cùng vô tận hoàng kim cốt ma giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người đồng thời tại chỗ biến mất, hướng về hoàng kim cốt ma trùng sát đi. Phốc phốc, Tiêu Phàm cầm trong tay vô tận chi nhận, hung hăng xẹt qua vài đầu hoàng kim cốt ma cổ, màu hoàng kim đầu bắn ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia hoàng kim cốt đầu bên trong, có một loại kỳ diệu hoàng kim năng lượng tràn vào vô tận chi nhận bên trong, chỉ là những người khác căn bản không phát hiện được. Chủ nhân, cái này dị ma kim cốt năng lượng rất mạnh, có thể làm cho ta nhanh chóng rèn luyện vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Kim cốt đế thanh âm run rẩy ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Hắn sở dĩ thu hồi tu la kiếm, nắm lấy kim cốt đế biến thành vô tận chi nhận, cũng là bởi vì kim cốt đế nhắc nhở. Kim cốt đế cùng hoàng kim cốt ma đồng dạng, đều là xương cốt ra đời linh trí, mà hình thành từ một loại đặc thù sinh linh, có thể nói bọn họ trên bản chất là giống nhau. Hơn nữa, cái này hoàng kim cốt ma bên trong, có một loại cường đại kim cốt lực lượng, có thể rèn luyện kim cốt đế sức mạnh thân thể. Kim cốt đế bây giờ cảnh giới khoảng cách thánh tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn nhất đột phá. Nó khó khăn nhất đột phá ngược lại là nhục thân. Nếu như nhục thân chịu không được đầy đủ lực lượng, vô cùng có khả năng băng tán linh trí của hắn. Bởi vậy, kim cốt đế muốn đột phá thánh tôn cảnh, nhất định phải rèn luyện vô thượng kim thân, đạt tới đệ nhất đoán. Bất quá,
nó dù sao cũng là luyện hóa không ít hỗn độn nguyên kim cùng thời không giới vân thạch, khoảng cách đệ nhất đoán vốn liền không xa. Trước mắt cái này hoàng kim cốt ma, ẩn chứa trong xương kim cốt năng lượng có thể làm cho hắn nhanh chóng rèn luyện thành vô thượng kim thân, từ đó đột phá chân chính thánh tôn cảnh. Nghĩ vậy, kim cốt thanh âm hết sức rung động, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem bản thân cực hạn ở nơi nào. Tiêu Phàm thần sắc như thường, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hắn bây giờ cũng có thể nói là chuẩn thánh tôn cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, vượt qua thánh tôn kiếp, liền có thể trở thành thánh tôn cảnh. Nhưng là, chiến lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không kém gì bình thường trung phẩm thánh tôn. Huống chi, những cái này hoàng kim cốt ma thực lực tổng hợp, còn không bằng bình thường trung phẩm thánh tôn đây, dù sao bọn chúng đại bộ phận đều là không có linh trí. Chém giết nhất tinh ma tôn hoàng kim cốt ma, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, có thể nói là một trận chân chính đổ sát. Trong truyền thuyết hoàng kim cốt ma cũng như vậy không chịu nổi một kích sao. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cái này hoàng kim cốt ma có vẻ như so với trong tưởng tượng dễ dàng giết rất nhiều. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nơi xa tà vũ tốc độ lúc, trực tiếp hủy bỏ loại này ý nghĩ. Hắn lại biết tà vũ thực lực, lấy tà vũ lực lượng, chém giết nhất tinh ma tôn có lẽ chỉ là vẫy tay một cái mà thôi, nhưng bây giờ, tà vũ lại chiến tương đối cố hết sức. Mỗi qua mấy tức thời gian, mới có thể giết chết một đầu hoàng kim cốt ma. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, thậm chí trong lòng hoài nghi, tà vũ 89 phần 10 là đang nhường. Tiêu Phàm, ngươi làm sao giết nhanh như vậy? Tà vũ cũng chú ý tới Tiêu Phàm tình huống bên này, có chút không dám tin nói, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Sớm biết Tiêu Phàm giết chết dị ma thoải mái như vậy, bản thân còn cùng hắn so cái dám. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ mộng bức, nhưng mặt ngoài lại duy trì nụ cười, kiêu ngạo nói, đoán chừng là ta tương đối mạnh a. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm mình cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng hắn lại không biết làm sao. Không có khả năng, tà vũ một kiếm chặt đứt một tôn dị ma, vừa quay đầu kêu lên một câu. Coi như Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy. Đột nhiên, hắn tròng mắt hướng về Tiêu Phàm trong tay vô tận chi nhận, nói, người đây là cái gì đao, kim cốt đế. Nó tại sao có thể áp chế hoàng kim cốt ma? Kim cốt đế có thể áp chế hoàng kim cốt ma. Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó hướng về trong tay vô tận chi nhận, ngay sau đó, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên, chủ nhân, ta cũng không biết mình vì sao có được loại này năng lực, thậm chí ta chính mình cũng không biết. Khi từ vừa rồi chém giết hoàng kim cốt ma tình huống đến xem, ta quả thật có thể áp chế cùng giai hoàng kim cốt ma, thậm chí cao một cảnh giới hoàng kim cốt ma, cũng sẽ nhận ta ảnh hưởng rất lớn. Lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Tiêu Phàm là không tin. Nhưng kim cốt đế chính mình cũng thừa nhận, còn có cái gì không tin đây? Chỉ là, hắn cũng chưa từng nghĩ tới kim cốt đế sẽ có được như vậy năng lực kỳ lạ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mau chóng rèn luyện vô thượng kim thân đệ nhất trọng, Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhìn về phía xa xa Tà Vũ nói, Tà Vũ, người cũng không nên chơi xấu. Tà Vũ vẻ mặt phiền muộn, nhún nhún vai nói, dù sao không có gì đổ ước, ta không quan trọng, thua cũng liền thua. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tà Vũ như vậy dứt khoát vô lại, hắn cũng 10 điểm bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đổ sát hoàng kim cốt ma, trợ giúp kim cốt đế rèn luyện vô thượng kim thân. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã không biết giết bao nhiêu hoàng kim cốt ma, hắn mặt sắc sốt cục hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng mà, nếu như đặc biệt chú ý, sẽ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm con người dị thường sắc bén, dường như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Giết, 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 Tiêu Phàm trong lòng mỗi giống một tiếng, liền chỉ ít có một cái dị ma ngã xuống đất, chính hắn cũng không phát hiện, trên người hắn tản ra một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động. Hắn chỉ biết là, đồ sát dị ma cảm giác 10 điểm huyền diệu cùng thống khoái. Mà ở hắn sát lục nguyên tuyền bên trong, nguyên bản mênh mông giết chóc nguyên lực, càng là nhanh chóng ngưng tụ, lột xác thành giọt giọt chất lỏng. Chất lỏng hiện lên huyết sắc, giống như chân chính máu tươi, phía trên còn có một số huyền ảo đường vân, hơn nữa trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ bạo loạn, hung lệ khí tức, bị người nhìn mà phát khiếp. Mà theo Tiêu Phàm giết chết dị ma càng ngày càng nhiều,
sát lục nguyên tuyền bên trong huyết sắc dịch thể cũng càng ngày càng dày đặc. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, quanh thân mấy đầu hoàng kim cốt ma trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, kinh ngạc cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, vẻ mặt mộng bức. Cảm ngộ bản nguyên chi lực, lúc này, đã cách Tiêu Phàm cái kia tương đối gần Tà Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói. Ách, đột phá, Tiêu Phàm vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Tà Vũ nghe được Tiêu Phàm câu nói này, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi nha, bản thân cảm ngộ bản nguyên chi lực, đột phá đến thánh tôn cảnh, chẳng lẽ còn không biết sao? Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý chọc giận người. Nhưng nhìn Tiêu Phàm dáng vẻ, cũng không giống cố ý a, hay là nói, hắn thật không biết. Tiêu Phàm xác thực không biết, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới ở trong này lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, hơn nữa lĩnh ngộ vẫn là sát lục bản nguyên chi lực. Cảm thụ được sát lục nguyên tuyền bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng huyết sắc sát lục bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút kinh ngạc, thậm chí không dám tin, yếu ớt nhìn xem Tà Vũ hỏi, vậy liền đột phá. Cái gì gọi là vậy liền đột phá? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Tà Vũ có loại muốn xông tới đánh hắn một trận kích động. Chẳng lẽ đây không phải chính ngươi muốn đột phá, mà là không giải thích được liền lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đột phá đến thánh tôn cảnh. Ngươi nhà không biết người khác muốn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, là cần tiêu phí giá rất lớn sao? Hơn nữa, 8-9 phần 10 thánh đế cảnh tu sĩ, cho dù bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng vô pháp lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, bước vào thánh tôn cảnh. Nhất là những cái kia không có nguyên tuyền người, cơ hồ là không thể nào đột phá thánh tôn cảnh. Trái lại Tiêu Phàm, cái này đột phá cũng quá đơn giản, quá tùy ý. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng Tà Vũ vẫn là nói, người bây giờ lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực, tùy thời đều có thể vượt qua thánh tôn kiếp, trở thành chân chính hạ phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm dường như không có nghe được Tà Vũ lời nói đồng dạng, cầm trong tay vô tận chi nhận tiếp tục cùng Hoàng Kim Cốt Ma chiến đấu, nhưng hắn một nửa khác tâm thần đã chìm vào thể nội, hướng về huyết sắc sát lục nguyên tuyền. Sát lục nguyên tuyền bên trong, chảy xuôi theo đại khái 10 giọt tả hữu huyết sắc dịch thể, cùng nói là chất lỏng, còn không bằng nói là một đoàn ánh sáng màu đỏ ngòm, bởi vì nó không có chân chính thực thể. Mà quỷ dị chính là, ánh sáng màu đỏ ngòm này chung quanh, còn lượn lờ từng đạo kỳ diệu đường vân. Thân làm thần văn sư Tiêu Phàm rất rõ ràng, cái này đường vân không phải là cái gì thông thường thần văn, mà là bản nguyên đường vân, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Đây chính là bản nguyên chi lực sao? Tiêu Phàm cảm nhận được ẩn chứa trong đó sát lục chi khí, nghĩ đến đây là sát lục bản nguyên chi lực. Chỉ là rất cổ quái là, cái này sát lục bản nguyên chi lực, cũng không ảnh hưởng tâm tính của hắn, ngược lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác ôn hòa. Đương nhiên, hắn biết rõ, sát lục bản nguyên chi lực bên trong ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, loại này ôn hòa cũng chỉ là đối với hắn người sử dụng này mà nói. Nhìn thấy sát lục bản nguyên chi lực lần đầu tiên, hắn nội tâm liền trước tiên đem sát lục bản nguyên chi lực cùng phá diệt chi lực so sánh. Bản nguyên chi lực cùng phá diệt chi lực một dạng, đều ẩn chứa nổ tính năng lượng ba động, hai người có lẽ không phân cao thấp. Chỉ là phá diệt chi lực càng thêm thuần túy, nó chính là một loại năng lượng, mà bản nguyên chi lực thì là phức tạp hơn rất nhiều, Tiêu Phàm cũng trong thời gian ngắn làm không thấu nó cấu tạo cùng kết cấu. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Bản nguyên chi lực cùng phá diệt chi lực vẫn là rất giống, khó trách lần trước ứng phó Long Vô Mệnh hắn sử dụng phá diệt chi lực, bị người coi là bản nguyên chi lực. Nhưng là, hai loại lực lượng vẫn là có chút bất đồng, trừ bỏ bản nguyên đường vân bên ngoài, Tiêu Phàm còn có thể cảm nhận được mặt khác khác biệt, bất quá lại nói không rõ. Khó trách thần các muốn bắt ta làm thí nghiệm, nếu như có thể lấy được tách rời bản nguyên chi lực phương pháp, ứng phó dị ma xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Phàm nội tâm nghĩ thầm, ngay sau đó một nửa tâm thần chậm rãi rời khỏi thể nội. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân vô thanh vô tức cảm ngộ đến sát lục bản nguyên, khiến cho nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành sát lục bản nguyên. Chỉ là nhường hắn buồn bực là, hắn căn bản không biết là làm sao chuyển hóa cùng lĩnh ngộ, chỉ có thể ẩn ẩn bắt được một tia kia huyền diệu mà thôi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như có thể biết rõ cảm ngộ bản nguyên chi lực phương pháp,
vậy hắn hai loại khác bản nguyên chi lực cũng có thể mau chóng lĩnh ngộ. Cẩn thận, đột nhiên, Tà Vũ xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, một kiện chém giết một đầu hoàng kim cốt ma, nói, ngươi cái tên này, còn dám thất thần, muốn chết phải không? Không muốn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhún nhún vai nói, ta đang nghĩ ngươi vừa mới cái kia vấn đề, hiện tại ta cũng xem như cảm ngộ đến bản nguyên chi lực người, có phải hay không hẳn là đột phá thánh tôn cảnh đây? Ngươi có thể đột phá à? Tà Vũ đột nhiên cười híp mắt nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, im lặng nói, có phải hay không sau khi đột phá, mặt khác bản nguyên chi lực sẽ rất khó lĩnh ngộ. Ngươi biết, Tà Vũ bất đắc dĩ cười cười, một bên đánh bay một tôn hoàng kim vô ma, vừa nói. Vậy ngươi còn để cho ta đột phá? Tiêu Phàm càng thêm im lặng, hắn xuất thủ càng thêm ngoan lệ, trực tiếp thôi động sát lục bản nguyên chi lực một đao chém giết hai đầu hoàng kim cốt ma. Sát lục bản nguyên uy lực, để Tiêu Phàm đều cực kỳ kinh ngạc, thậm chí hắn cảm thấy, sát lục bản nguyên chi lực xa so với phá diệt chi lực còn cường đại hơn. Ta đây không phải sợ ngươi lĩnh ngộ quá nhiều bản nguyên chi lực, đưa tới càng mạnh thánh tôn kiếp sao? Tà Vũ chuyện trò vui vẻ nói. Bản nguyên chi lực cùng thánh tôn kiếp có quan hệ, Tiêu Phàm sững sờ, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mặc dù hắn vừa bắt đầu thì có phỏng đoán. Nhưng nghe đến Tà Vũ nói ra, ở sâu trong nội tâm vẫn là cực kỳ chấn kinh, thậm chí hắn đều bắt đầu chủ trừ, phải chăng hẳn là tiếp tục lĩnh ngộ mặt khác bản nguyên chi lực mới kiếp. Ngươi không biết, bản nguyên chi lực còn có một cái khác xưng hô sao? Tà Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Mặt khác xưng hô, Tiêu Phàm sững sờ, trong đầu ở tu la truyền thừa bên trong nhanh chóng tìm kiếm, hắn rất nhanh tìm được một cái tên, thiên số chi lực. Không sai. Tà Vũ ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn không biết Tiêu Phàm liên đột phá thánh tôn cảnh, làm sao độ thánh tôn kiếp cũng không biết một người, là làm thế nào biết thiên số chi lực. Dừng một chút, hắn lại nói, bản nguyên chi lực, nói là chúng ta cảm ngộ, nhưng kỳ thật là từ thượng thiên nơi đó tước đoạt đến, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tự nhiên sẽ bị thượng thiên chú ý, đây cũng là sở dĩ nói thánh tôn cảnh chạm đến thiên số nguyên nhân. Khí số viên mãn, sẽ hoàn toàn thu liếm. Hòa vào nhục thân, đạt tới một cái cân bằng, sẽ không lại tiết lộ tí nào, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thánh tôn cảnh chính là vĩnh hằng bất diệt. Tiêu Phàm gật gật đầu, Tà Vũ mà nói đúng là chuyện như thế. Tục ngữ nói, khí số gần, là đại biểu một người hoặc là một sự vật sắp hướng đi tử vong. Bất luận kẻ nào cùng sự vật khí số là không giờ khác nào không trôi qua, một khi sói mòn hầu như không còn, liền đại biểu cho tử vong. Nhưng thánh tôn cảnh khí số viên mãn, toàn bộ tan trong thể nội, vĩnh viễn sẽ không biến mất, tự nhiên cũng sẽ không có sinh lão bệnh tử nói chuyện. Đương nhiên, trên đời này không người là vĩnh hằng bất tử. Tà Vũ thanh âm tiếp tục vang lên, khí số viên mãn, nhưng còn có thiên số, thượng thiên muốn ngươi chết, nhiều hơn nữa khí số cũng không dùng. Mà thánh tôn kiếp, chính là thượng thiên trở ngại tu giả một loại thủ đoạn, dù sao ai cũng không nguyện ý đồ vật của mình bị cướp đoạt. Bởi vậy, cảm ngộ bản nguyên chi lực càng nhiều, thượng thiên tự nhiên càng chú ý, thánh tôn kiếp lại càng cường đại, tu giả cũng càng sẽ bị hủy diệt. Cái này có vẻ như cùng vượt qua thánh tôn kiếp liền không cách nào cảm ngộ bản nguyên chi lực không quan hệ a. Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy cùng thường ngày, vượt qua thánh tôn kiếp nên cái gì sự tình cũng bị mất. Tà Vũ cười cười, nói, sẽ không, thánh tôn kiếp cho dù vượt qua. Cũng sẽ ở tu sĩ trên người lưu lại một đạo ấn ký. Này ấn ký, sẽ đánh tan tu giả trên người xuất hiện mặt khác bản nguyên chi lực, người cho dù cảm ngộ đến, cũng sẽ trong nháy mắt bị đạo kia ấn ký đánh tan, căn bản liền lĩnh ngộ không được. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư bên trong, mấy tức về sau, hắn mới nói, ta trước kia nghe thấy, thiên số không thể nói, có phải hay không, thiên là có suy nghĩ. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thượng thiên là có cái gì suy nghĩ. Thậm chí, cái gọi là thiên, căn bản không tồn tại. Nhưng là, theo tu vi đột phá, Tiêu Phàm càng ngày càng cảm thấy, cái này thiên không đơn giản, thậm chí hắn cảm thấy, cái này thượng thiên, cũng đồng dạng là một cái sinh mạng thể. Dù sao, đại đế cảnh tu sĩ tu luyện thể nội thế giới, ở tu sĩ bản nhân chết rồi, thế giới này là sẽ tồn tại đi xuống. Đây cũng là thái cổ thần giới có vô số tiểu thế giới nguyên nhân. Nếu như tu sĩ sống sót, đối với thể nội thế giới sinh linh mà nói, tu sĩ này,
có phải hay không chính là cái gọi là thiên đây? Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn liền là hắn thể nội thế giới toàn bộ sinh linh thiên, chí ít hắn là muốn như vậy. Đồng dạng, hắn tương lai cũng có thể sẽ lo lắng cho mình thể nội thế giới sinh linh sẽ chiếm lấy đồ vật của mình, sẽ phản kháng bản thân, loại tình huống này biết bao tương tự. Tiêu Phàm một mực hoài nghi, bản thân khả năng liền sinh tồn ở người nào đó thể nội thế giới, dù cho thái cổ thần giới cũng chỉ là khăng khăng một trong góc mà thôi. Đây là một loại rất lớn mật phỏng đoán, suy nghĩ một chút sẽ còn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng không loại khả năng này. Ta cũng không biết, Tà Vũ cũng có chút mờ mịt lắc đầu, nhưng là ta cũng biết rõ ngươi nội tâm suy nghĩ, bởi vì đã từng ta cũng hoài nghi tới, sư tôn ta có lẽ biết rõ một chút, nhưng hắn cũng không nói. Ta đã biết, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, có lẽ là bọn hắn tu vi quá thấp, cấp bậc không đủ a. Hắn nội tâm phát thệ, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ mặt khác hai loại bản nguyên chi lực, trở thành chân chính thánh tôn cảnh, sau đó cố gắng đột phá nguyên tôn, pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Hắn muốn nhìn, thế giới này đỉnh cao, đến cùng là cái dạng gì? Đúng rồi, cái kia vị giai chi lực, có phải hay không cũng là một loại bản nguyên chi lực? Tiêu Phàm lại nhớ ra cái gì đó, trong đầu hắn một mực có cái này nghi ngờ, nhưng ở tu la truyền thừa bên trong cũng không tìm được hài lòng đáp án. Tà Vũ kiến thức rộng rãi, hắn có lẽ biết rõ cũng khó nói. Tà Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, xem như thế đi, nhưng đó là lần trước ban cho, không phải cưỡng ép cướp được, vị giai chi lực càng nhiều, liền đại biểu cho địa vị càng cao, càng thụ thiên địa phù hộ, thái cổ thần giới thần thú xếp hạng thứ 100, chính là căn cứ vị giai chi lực đến sắp xếp. Tiêu Phàm gật gật đầu, rốt cục xem như minh bạch cái gì là vị giai chi lực. Đúng rồi. Còn có một loại người, cũng có được vị giai chi lực, chuẩn xác mà nói, không thể nói có được, mà là thức tỉnh, khi bọn hắn đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, liền có thể thức tỉnh. Tà Vũ lại ý vị thâm trường nói. Thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm thốt ra. Hắn nội tâm không khỏi cảm thán, thiên hữu chi nhân, quả nhiên là thụ thiên địa phù hộ a, thời thời khắc khắc đều cùng các người không giống nhau, muốn chết đều chết không được. Ong ong không đợi Tà Vũ trả lời, lúc này. Phía sau bọn họ thương khung đột nhiên phát sinh dị biến, một đạo to lớn khe hở xé mở, ngay sau đó vô số bóng đen từ liệt phùng bên trong vọt ra. Tiêu Phàm, mau chóng chém giết dị ma, thu hoạch được càng nhiều mệnh ma thạch, đợt thứ hai người đã muốn tới. Tà Vũ hét lớn, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ cùng tàn nhẫn. Đối với hắn mà nói, đồ ma nhiệm vụ, thật chỉ là nhiệm vụ mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy cơ giác ngộ. Tiêu Phàm xuất thủ cũng không chậm, hoàng kim cốt ma mặc dù nhiều, nhưng thánh các, thiên các tu sĩ không ít, vẫn luôn rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bây giờ, thánh các cùng thiên các nhóm người thứ hai giết vào, chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ loại rằng co này trạng thái, đến lúc đó số lớn dị ma đều sẽ bị đổ sát. Đương nhiên, dị ma một phương cũng nhất định sẽ điều động càng nhiều dị ma, cuối cùng cùng thiên hoang đạt thành một cái nào đó cân bằng. Chỉ ít cho đến bây giờ, loại kia chỉ tồn tại một phương nào ma quật, là cực kỳ thưa thớt. Không nói thiên hoang không cho phép loại tình huống này xuất hiện, dị ma cũng không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Giết, giết nó, cái này mệnh ma thạch là ta. Đủ loại tiếng gào thét, tiếng hét giận dữ vang lên, thiên hoang tu sĩ nhìn thấy đầy trời dị ma căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại tựa như người bình thường thấy được quang mang chớp tránh bảo thạch, hưng phấn tới cực điểm. Cũng khó trách một đám tu sĩ hưng phấn như thế, loại này đồ ma nhiệm vụ thế nhưng là rất ít gặp phải. Hơn nữa, giết chết một tôn dị ma lấy được mệnh ma thạch, có thể đổi lấy tích phân là tầm thường mấy lần. Hoa đồng dạng đại giới, thu hoạch được gấp mấy lần thành quả, loại chuyện tốt này, ai sẽ bỏ lỡ đây? Tiêu Phàm nhìn thấy hỗn loạn tràng diện, không khỏi nhíu mày. Khó trách thiên hoang thần các sẽ để cho tu sĩ từng nhóm tiến vào. Hiện tại loại tràng diện này quá loạn, rất có thể sẽ tăng lớn tu sĩ tử thương, thậm chí ngay cả ngộ sát bên mình tu sĩ khả năng đều tồn tại. Thí thần, chúng ta xâm nhập, Tiêu Phàm chào hỏi một tiếng, liền hướng lấy cát vàng cuối cùng bay đi. Vừa rồi một trận chiến, thiên hoàng tu sĩ ra sức đánh giết, dị ma đã chết tổn thương thảm trọng, hoàng kim cốt ma đều nhanh còn thừa không có mấy, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị giết sạch. Bọn họ lưu lại nơi này. Đã không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Muốn có được càng nhiều mệnh ma thạch, chỉ có thể xâm nhập ma quật chỗ sâu, nơi đó mới có thể gặp được càng nhiều dị ma. Thí thần mấy người thấy thế, cũng không chút do dự đi theo. Mấy người tốc độ rất nhanh, cũng không có cùng dị ma run rẩy, rất nhanh xâm nhập ma quật mấy vạn dặm, ngẫu nhiên gặp gỡ vài đầu dị ma, bọn họ cũng là trực tiếp nghiền sát. Không sai biệt lắm sau 3 canh giờ, Tiêu Phàm một chuyến lúc này mới dừng lại, mọi người thân hình đều hơi có vẻ mỏi mệt. Mọi người tu chỉnh một hồi, ta cho mọi người hộ pháp. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ma quật bên trong khắp nơi đều là nguy cơ, hắn không dám xem thường, dị ma dĩ nhiên đáng sợ, nhưng có đôi khi đáng sợ hơn là bên mình thiên hoang tu sĩ. Đám người không có cự tuyệt, mấy giờ chém giết, bọn họ nguyên lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải lập tức khôi phục. Bằng không nếu là gặp lại dị ma, lấy loại trạng thái này chiến đấu, bọn họ sẽ rất ăn thiệt thòi, nhất là gặp gỡ cường đại hơn dị ma. Chỉ chốc lát sau, đám người đều tiến vào trạng thái nhập định, Tiêu Phàm lấy ra đại lượng nguyên tinh đặt ở bên người mọi người, khôi phục nhanh hơn nguyên lực tốc độ. Mà hắn bản thân, cũng nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển, khôi phục nguyên lực cùng tâm thần. Tất cả những thứ này, nhìn qua 10 điểm tường hòa, yên tĩnh. Nhưng mà, tại mọi người tình trạng báo động lỏng lẻo nhất thì thời điểm, một cỗ cường đại lại sắc bén khí tức bao phủ bọn họ vị trí, Tiêu Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh. Mở mắt ra một sát na kia, hắn nhìn thấy vô số lợi mang gào thét mà tới, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Trong đầu hắn trước tiên là đào tẩu, nhưng hắn nhìn thấy sau lưng thí thần cùng tà vũ đám người lúc, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này hắn nếu như thoát đi nơi đây, thí thần bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không kịp nhường hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra Tu La cửu biến đệ ngũ biến, biến thành một tôn tử kim Tu La. Nhục thân trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời, hắn không chút do dự thi triển ra trưởng trung thời không, đem thí thần bọn họ bao phủ ở bên trong, Tu La kiếm nhấc lên, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra. Một loạt động tác này, Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức cực hạn. Thình thịch, ngay sau đó, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, năng lượng cuồng bạo che mất Tiêu Phàm bọn họ vị trí, hư không rung động không ngừng. Vô số loạn lưu bắn ra bốn phía, toái thạch bay tứ tung, hủy diệt chi khí bao phủ toàn trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 191.